Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 191. Sau khi rơi xuống đất, cả người Vân Trác cháy đen. Bởi vì anh ta vươn tay đỡ khiến hai tay bị trưng khô, nhúc nhích một cái là sẽ vỡ vụn, tim gan phèo phổi cũng bị thương nặng. Những người đi cùng đều bị chấn ngất xỉu, người ở ngoài lại sợ tới mức mặt mày trăng bệch. Không biết là ai hô một tiếng rồi chạy đi báo cho. Chu Bá Đạt. Cậu Vân Trác bị đánh bị thương nặng, vậy sao được? Chẳng mấy chốc, Chu Bá Đạt đã nhận được tin. Ông ta nghe nói Vân Trác bị thương nặng thì ngây người, không thể tin nổi hết, không thể nào. Người báo tin nói, ông chủ, cậu Vân Trác bị thương, bị sấm sét đánh thành than đen, ông mau đến xem thử đi. Suy cho cùng, Chu Bá Đạt cũng không phải người thường, trước đó đã đánh giá sai lai lịch của Ngô Bình nên giờ trong lòng cực kỳ hoảng sợ, chuyện đầu tiên nghĩ đến không phải đi cứu Vân Trác, mà là đi gặp con gái Chu Ngạo Quân. Tại nhà đá đằng sau núi. Chu Bá Đạt đẩy cửa vào, vươn tay vỗ một cái lên người Chu Ngạo Quân, cô ta lập tức tỉnh lại. Chu Ngạo Quân vừa tỉnh đã nói, bố, con với anh Ngô thật sự không có gì. Chu Bá Đạt nhìn chằm chằm con gái mình hỏi, Ngạo Quân, cậu Ngô kia có lai lịch gì thế? Chu Ngạo Quân, Trung Châu có một đệ tử tinh anh của tông môn lớn, bố không biết hả? Chu Bá Đạt mặt mũi trắng bệch, cái gì, ý con là cậu ta chính là đệ tử tinh anh của Liên Sơn Tông? Trời ơi, sao con không nói sớm? Trong lòng Chu Ngạo Quân chợt cảm thấy không ổn, hỏi, bố, hay là bố làm gì anh Ngô rồi? Chu Bá Đạt vỗ đùi nói, bố bảo Vân Trác đi tìm cậu ta. Kết quả, Vân Trác bị cậu ta đánh bị thương nặng. Chu Ngạo Quân biến sạc, lập tức mặc kệ bố mình lao ra khỏi biệt thự, Chu Bá Đạt cũng theo sát phía sau. Hai bố con chạy tới Sơn Trang, chỉ thấy Vân Trác nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất, người cháy xém. Mà hiện trường cũng không có bóng dáng của Ngô Bình. Anh Ngô đâu? Chu Ngạo Quân lo lắng hỏi người hầu. Một cô hầu gái cẩn thận bước lên đáp, thưa cô chủ, cậu Ngô đã rời đi rồi ạ. Trước khi đi, cậu ấy có bảo tôi nhắn cho cô một câu. Trái tim Chu Ngạo Quân chợt thắt lại, vội vàng hỏi, anh ấy nói gì? Hầu gái đáp, cậu ấy nói mình sẽ không so đo chuyện hôm nay, nhưng sau này cũng sẽ không đến nữa. Chu Ngạo Quân như mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, chậm rãi ngồi bệt xuống cửa, ánh mắt đại ra. Chu Bá Đạt bước tới nói, Ngạo Quân, cậu Ngô không trách chúng ta là được rồi. Chu Ngạo Quân cúi đầu hỏi, bố, tại sao bố lại làm vậy? Chu Bá Đạt nói, chuyện đã xảy ra rồi, giờ nói gì cũng chậm. Ngạo Quân, trước mắt quan trọng nhất là con mau đi tìm cậu Ngô để lấy được sự tha thứ của cậu ấy đi. Chu Ngạo Quân lắc đầu. Lấy một viên đan dược ra nói, đây là ngộ huyền đan, có thể giúp con tìm hiểu cảnh giới huyền môn, là cậu Ngô đã luyện chế cho con. Chu Bá Đạt chấn động, cậu ấy còn là thầy luyện đan, ông ta lập tức hối hận muốn chết. Nếu nhà họ Chu có thể quen với một vị thầy luyện đan thì đương nhiên sau này sẽ càng phát triển hơn. Chu Ngạo Quân lạnh mặt nói, ở trên đảo Linh Tê, con đã tận mắt thấy anh ấy luyện chế mấy lò đan dược, trong đó có cả bí thai đan đan dược thượng phẩm cấp 8. Chỉ trong một ngày, anh ấy đã buôn bán lời mấy triệu tiền tiên. Bố, người như vậy, bố cảm thấy anh ấy có thể để mắt đến con. Chu Bá Đạt trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm thầy luyện đan cấp 8. Tính sai rồi, bố quả thật không nên để cho Vân Trác đi tìm cậu ta. Hai, bố đúng là ngu ngốc mà. Chu Ngạo Quân, cho dù là ở tiên giới thì thầy luyện đan cấp 8 cũng có địa vị rất cao. Vốn dĩ, trong lòng con còn có đôi chút ảo tưởng. Hy vọng có thể lọt vào mắt xanh của anh Ngô. Giờ thì hay rồi, sau này anh ấy sẽ không gặp lại con nữa. Vốn Chu Bá Đạt còn muốn Chu Ngạo Quân đi tìm Andy, nhưng giờ cũng chẳng dám có suy nghĩ ấy nữa. Ông ta không khỏi đấm ngực dậm chân, than thở có hối hận cũng đã muộn màng. Chu Ngạo Quân, chuyện rắc rối nhất chính là Vân Trác phải làm sao đây? Chu Bá Đạt khựng lại, Vân Trác bị phế, chuyện này thần đồ môn chắc chắn sẽ đòi một cách nói. Và lại, Vân Trác trở nên như giờ, cũng không biết sau này có thể tu luyện được nữa hay không. Nếu cậu ta hoàn toàn phế thì địa vị của chúng ta sẽ tụt dốc không phải trong gia tộc. Chu Ngạo Quân khẽ thở dài nói, bố, con vẫn phải đến gặp anh Ngô một lần. Tóm lại, chuyện ngày hôm nay là chúng ta sai, con không mong mỏi được anh ấy tha thứ, chỉ mong anh ấy đừng chán ghét mình. Chu Bá Đạt nói, cũng chỉ đành thế. Sau đó, ông ta bỗng nhiên nhớ ra gì đó bèn nói. Ngạo Quân, bố cho con một thứ, con đưa nó cho cậu Ngô đi.
Chu Ngạo Quân tò mò hỏi, thứ gì vậy ạ? Chu Bá Đạt bảo, con đi theo bố. Ông ta đưa Chu Ngạo Quân vào phòng, khế ấn vài cái ở góc bàn, vách tường đối diện lập tức bật ra một cái ô vuông. Sau đó, Chu Bá Đạt lấy ra một gói giấy dầu, mở ra, bên trong có một cục đen tuyền như thạch hoa quả, tỏa ra mùi thơm ngát của trái cây. Chu Ngạo Quân nhìn thứ lớn bằng bàn tay kia kinh ngạc hỏi, bố, nó là gì vậy? Chu Bá Đạt khẽ thở dài đáp, đây là thứ mà vào năm con sinh, bố đi ngang qua một khu rừng rậm nguyên thủy nhặt được. Lúc ấy, bố thấy một cái cây tỏa ra ánh sáng xanh, thân cây nứt ra một khe hở, bên trong thò ra một cánh tay người cực kỳ khỏe khoắn. Cuối cùng, có một người khổng lồ cao 2 mét không mặc quần áo bước ra. Anh ta vội vàng chạy đến một cái cây màu đen, vươn tay định hái một thứ trên cây. Khi người khổng lồ xanh vươn tay ra thì cùng lúc đó cũng có một con khỉ trắng to xuất hiện, hai con quái vật ấy lập tức đánh nhau. Nơi chúng đi qua, cây cổ đổ rạp, đất đá bay tứ tung, bụi mù cuồn cuộn. Ngay khi hai con quái vật vần nhau, Chu Bá Đạt bèn mon men đi đến trước mặt cái cây màu đen kia thì thấy trên cây kết một quả màu đen trông như bướu thịt, còn tỏa ra mùi trái cây thơm ngát. Ông ta biết chắc hẳn hai con quái vật kia là vì thứ này mới đánh nhau, nếu vậy nó nhất định là thứ tốt. Vì thế, Chu Bá Đạt đã giơ kiếm hái thứ đen tuyền đó xuống, ôm lấy bỏ chạy. Sau đó, Chu Bá Đạt liên tục điều tra lai lịch của thứ này, nhưng vẫn không có kết quả gì. Chu Ngạo Quân vẫn chưa biết nó là gì lại đưa cho anh Ngô có được không? Lúc này, Ngô Bình đã trở lại biệt thự Hoàng ở tỉnh Giang Nam. Anh đã thu hoạch được rất nhiều từ hành trình. Đến đảo Linh Tê, kiếm thêm được mấy triệu tệ, đi làm từ thiện tiếp cũng dư giả. Anh vừa về tới biệt thự Hoàng Long đã phát hiện Tần Cự Phong thế mà lại đến. Mấy ngày trước, Tần Cự Phong đã đến đây, nhưng vì Ngô Bình không có ở nhà nên ở gần đó chờ. Hôm nay, Liễu Kim Long vừa về. Anh ta đã tới nhà, ai ngờ Ngô Bình vẫn chưa về. Liễu Kim Long giữ anh ta lại biệt thự uống trà, khi Ngô Bình về thì họ đang nói chuyện phiếm. Đại sư huynh, Tần Cự Phong vội vàng đứng dậy chào hỏi. Ngô Bình cười nói, Cự Phong, có việc thì gọi điện là được rồi, sao còn tự mình đến vậy? Tần Cự Phong, đại sư huynh, có hai chuyện. Đầu tiên là chuyện của Học viện Quân sự Đại Hạ, Đông Vương đã xin cho cậu một vé đặc biệt. Lần này, có tất cả 17 người xin vé đặc biệt, tuần sau mọi người sẽ tham gia quan sát và huấn luyện một tuần. Cuối cùng, trong số các cậu chắc sẽ chỉ có một hai người có thể gia nhập vào Học viện Quân sự Đại Hạ. Ngô Bình, được, còn chuyện khác nữa thì sao? Tần Cự Phong gãi đầu nói, đại sư huynh, chuyện thứ hai là chuyện riêng của tôi. Tôi có một người bạn tốt, anh của cô ấy là anh vợ tôi đã đắc tội với một người có thế lực. Hai, người đó rất có quyền lực rất lớn. Năm đó anh vợ tôi từng đắc tội với người đó đã nói muốn xử lý anh vợ tôi rồi, anh vợ tôi rất sợ hãi, nói là chắc chắn sẽ chết nên tìm tôi giúp đỡ. Nhưng đại sư huynh, cậu cũng biết thực lực của tôi chỉ như thế, không phải là đối thủ của người đó. Ngô Bình, thế nên anh muốn bảo tôi đối phó với người đó giúp anh. Tần Cự Phong vội xua tay, sao tôi có thể không biết xấu hổ bảo đại sư huynh ra tay được. Nhưng muốn mượn danh tiếng của cậu thôi. Ngô Bình cười nói, danh tiếng của tôi có thể dọa được người đó à? Tần Cự Phong, ai mà dám đắc tội với đệ tử xuất sắc của Liên Sơn Tông chứ? Dù người đó có mạnh đến mấy cũng chỉ là tu sĩ trong thế tục, không muốn đắc tội với đại sư huynh đâu. Ngô Bình ừ một tiếng, anh có thể báo danh của tôi nhưng chỉ được lần này thôi. Tần Cự Phong mừng rỡ, cảm ơn đại sư huynh. Ngô Bình, còn mấy ngày nữa là đến tuần sau, anh về lo việc của anh trước đi. Nếu có rắc rối gì cứ gọi cho tôi. Ừ. Tiễn Tần Cự Phong đi rồi, người làm ở biệt thự gọi đến nói có một người phụ nữ tên là Chu Ngạo Quân muốn gặp. Nghe nói là Chu Ngạo Quân, Ngô Bình do dự một lúc, sau đó vẫn bảo Liễu Kim Long ra cửa đón tiếp. Không lâu sau, Chu Ngạo Quân được Liễu Kim Long dẫn vào nơi ở của Ngô Bình. Ngô Bình đang ở trong sân luyện công, từng chiêu thức rất từ tốn. Công tử, cô Chu đến rồi. Liễu Kim Long nói, sau đó thức thời ra ngoài trước. Ngô Bình thu thế lại, không xoay người lại vẫn bình thản hỏi, cô Chu tìm tôi có việc gì à? Cậu không còn gọi đối phương là Ngạo Quân nữa mà gọi là cô ta Chu, khiến Chu Ngạo Quân cảm thấy chua xót. Cô ta nói, anh Ngô, chuyện trước đây là do bố tôi lỗ mãng, bây giờ ông ấy cũng cảm thấy rất hối hận. Tôi đến tìm anh là vì tôi muốn nói xin lỗi với anh. Ngô Bình nói, chuyện nhỏ thôi,
cô không cần nhắc đến. Chu Ngạo Quân, cậu Ngô, tôi đến đây còn có một việc xin anh giúp. Ngô Bình nhướng mày, ồ, chuyện gì thế? Chu Ngạo Quân lấy thứ màu đen ra, đây là bảo vật mà bố tôi đã có được vào nhiều năm trước nhưng ông ấy không biết nó là gì. Anh thông thạo nhiều thứ, chắc chắn biết nó là gì. Ngô Bình nhìn sang, đôi mắt trợn tròn, sau đó nhận lấy thứ đó đưa lên mũi ngửi rồi nhẹ nhàng xoa nó, sau đó lại tiếp tục ngửi. Nửa phút sau, cậu cảm khái nói, không ngờ thế tục còn có thứ này. Chu Ngạo Quân mừng rỡ, anh biết thứ này à? Ngô Bình, thứ này được gọi là ất mộc thần nhục. Một số loại cây ngẫu nhiên lĩnh hồi được đạo trời bằng cách riêng biệt, sau đó chúng sẽ kết thành thần nhục này. Nếu thần nhục không được hái thì sẽ biến thành thành hình người. Nếu bị người khác thu hoạch, sẽ là loại ất mục thần nhục này. Chu Ngạo Quân, thì ra là ất mục thần nhục, cảm ơn anh. Ngô Bình, vận may của bố cô khá đấy, giá trị của món đồ này rất cao. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chu Ngạo Quân cười nói, món đồ này mà rơi vào tay người ngoài hoặc nhà họ cố chấp giữ lấy nó thì sẽ lãng phí giá trị của nó, tôi muốn gặp nó lại cho anh. Ngô Bình sửng sốt, cậu nhìn chằm chằm Chu Ngạo Quân, hỏi cô có biết giá trị của ất mục thần nhục không? Chu Ngạo Quân, cho dù nó quý giá thế nào, cũng chỉ có đến tay anh mới có thể phát huy được giá trị. Ngô Bình im lặng, vài giây sau mới nói, món đồ này rất quan trọng, cô và bố cô tốt nhất suy nghĩ cho kỹ. Chu Ngạo Quân nói, mặc dù trước đây không biết nó rất quý giá nhưng bây giờ tôi vẫn muốn tặng cho anh. Ngô Bình nói, bảo vật này có thể luyện chế một loại đan dược cực hiếm tên là thần đan thiên ất. Thần đan thiên ất có thể thay đổi thể chất của con người, làm cho một người bình thường trở thành thiên tài. Nếu người như cô Chu sử dụng nó thì sẽ có thể có được thiên phú tu hành cấp thiên kiêu. Trái tim Chu Ngạo Quân run lên, thế mà lại có tác dụng thần kỳ thế à? Ngô Bình, tôi sẽ không lấy không công đồ của cô, sau khi luyện xong, tôi sẽ tặng cô một viên thần đan thiên ất. Chu Ngạo Quân mừng rỡ nói, cảm ơn anh. Ngô Bình xua tay, cô đừng khách sáo thế, tôi không trách cô chuyện trước kia. Chu Ngạo Quân thở phào nói, nhưng chuyện đó đúng thật là bố tôi không đúng. Ngô Bình, đừng nói cho ai biết chuyện tôi tặng cho thần đan thiên ất, kể cả bố cô. Chu Ngạo Quân sửng sốt, ngay cả bố cũng không được nói sao. Ngô Bình, trừ khi cô muốn tặng thần đan thiên ất cho ông ta, nếu không thì đừng nói. Chu Ngạo Quân khẽ gật đầu, tôi hiểu rồi. Ngô Bình, cho dù loại thần đan này xuất hiện ở tiên giới cũng sẽ có người đánh cắp nó. Nếu người trong tộc của cô biết đến sự tồn tại của nó, chắc chắn sẽ nghĩ cách để đoạt lấy nó, đến lúc đó cô sẽ gặp nguy hiểm. Chu Ngạo Quân nói, tôi biết lợi và hại trong đó. Công tử, bao giờ anh có thể luyện chế nó? Ngô Bình nói, cứ đợi đi. Đan dược này khó luyện chế, tốt nhất để sau khi tôi đột phá cảnh giới bí thiên mới luyện chế được, như thế sẽ chắc chắn. Hơn, Chu Ngạo Quân, ừ, tôi đợi vậy. Chu Ngạo Quân đến rồi, Ngô Bình cũng không muốn tiếp đãi không ân cần, bảo người mang không ít đồ ăn vặt và trái cây lên để cô ta thưởng thức. Hai người nói chuyện một lúc, Tân Cự Phong gọi điện đến, anh ta lo lắng hỏi, đại sư huynh có rảnh không? Bên Giang Nam xảy ra chuyện khẩn cấp rồi. Ngô Bình, chuyện gì thế, nói đi. Tân Cự Phong, tôi vừa nhận được tin, xảy ra một vụ án mạng ở thôn Ngũ Đình phía tây bắc của Giang Nam. Khi cảnh sát địa phương đến, họ phát hiện một gia đình gồm 37 người đã ỉ không phân biệt nam nữ già trẻ con. Hung thủ là cao thủ Đông Doanh, ninja 6 sao. Hiện giờ, cảnh sát và đội cơ động địa phương đã hành động, nhưng đối phương rất mạnh, đã có hàng chục người bị cao thủ Đông Doanh chém chết. Hiện giờ cao thủ Đông Doanh đó đang chạy trốn về phía Bắc, sắp đi vào khu vực Giang Bắc. Tình hình hiện giờ rất cấp bách, cấp trên yêu cầu tất cả các quan chức, võ tướng ở gần đó ra sức ngăn chặn, giết người này bằng mọi cách. Hoàng đế bệ hạ ban chiếu chỉ, ai có thể giết người này thì sẽ thưởng một huân chương thần long cho người đó. Ngô Bình nói, tôi biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, cậu nói với Chu Ngạo Quân, Giang Bắc là địa bàn của nhà họ Chu cô. Bây giờ có một ninja 6 sao Đông Doanh sắp đi vào Giang Bắc, tôi cần người của các cô báo lại vị trí cho tôi muốn giết người này. Chu Ngạo Quân ngạc nhiên, thực lực của ninja 6 sao rất mạnh, anh cần trợ giúp không? Ngô Bình, không cần, một mình tôi là đủ. Được, tôi lập tức đi báo cho bố. Nhà họ Chu là một đại tộc ở Giang Bắc nên việc lần ra dấu vết của một người không khó, chưa đầy 5 phút sau, Chu Ngạo Quân nhận được tin báo. Đã tìm được tung tích của đối phương,
người đó đang ở trên một du thuyền của Giang Bắc, cải trang thành du khách. Ngô Bình cảm thấy hứng thú, tu vi của đối phương cao như thế, sao nhà họ Chu các cô lại phát hiện được? Chu Ngạo Quân cười nói, không ít bang phái bên dưới đều nghe theo nhà họ Chu, bảo họ tra một người không khó, huống gì người này là người Đông Doanh, vừa nhìn là có thể nhận ra ngay. Ngô Bình, vậy chúng ta đến đó. Nói rồi cậu và Chu Ngạo Quân chạy đến Giang Bắc. Trên sông Ngũ Tuyển nhánh sông Đại Giang ở Giang Bắc có rất nhiều tàu du lịch, có hàng chục khách du lịch trên tàu đang thưởng ngoạn phong cảnh sông nước. Ngô Bình và Chu Ngạo Quân bay trên không trung, nhanh chóng phát hiện ra một du thuyền lớn màu lam thông qua định vị. Bọn họ lắng lặng đáp xuống phần đuôi du thuyền. Chu Ngạo Quân, cậu Ngộ, tại sao người kia không trực tiếp bỏ trốn mà lại ẩn nấp trên du thuyền vậy? Ngô Bình nói, tôi ngửi thấy mùi máu tươi, hơn nữa còn là người tu hành, quả nhiên anh ta đang ở đây, nếu tôi đoán không nhầm thì anh ta bị thương nặng rồi. Chu Ngạo Quân, nói như vậy, trong gia tộc bị diệt môn kia cũng có cao thủ, cũng đánh chết cả nhẫn giả sáu sao. Ngô Bình, chuyện này không có gì kỳ lạ, dù sao người có thể dẫn nhẫn giả đến nhà thì sao có thể là người bình thường được chứ? Nói rồi, hai người đến phía trước du thuyền, trên bong thuyền có không ít du khách. Trong đó, có một người đàn ông mặc đồ xám, đứng ở ngay góc nhìn xuống sông, mùi máu tanh truyền đến từ trên người anh ta. Ngô Bình bảo Chu Ngạo Quân đứng yên, cậu đi đến bên cạnh người đàn ông, ánh mắt cũng nhìn xuống mặt sông, nói, bị thương nặng như vậy, bay không nổi sao. Gương mặt người này đen gầy, dáng người không cao, ánh mắt sắc bén như chim ưng, anh ta cười lạnh, dùng giọng đại hạ bập bè nói, các anh phản ứng cũng nhanh đấy, nhưng vô dụng thôi, đến bao nhiêu thì chết bấy nhiêu. Ngô Bình, anh rất tự tin, một người bị thương nặng mà tự tin như vậy, đúng là hiếm có. Đối phương lạnh lùng nói, ra tay thì người trên thuyền này sẽ chết cùng cậu. Lấy tính mạng của người khác để uy hiếp tôi, nhãn giả sáu sao như anh đúng là mất mặt. Ngô Bình lắc đầu, sau đó cậu nhìn mặt trời trên cao nói, mặt trời chói thật. Nhãn giả này rời tay đến hông, nhưng tay vừa động thì anh ta đã không thể động đậy được nữa bởi vì bóng của anh ta đã bị Ngô Bình giẫm dưới chân. Một luồng sức mạnh kỳ lạ khống chế cả người anh ta. Cậu dùng tà thuật gì? Anh ta vừa kinh ngạc vừa tức giận. Ngô Bình thản nhiên nói, huyền ảnh công, bây giờ anh chính là con rối của tôi. Nghe lời, đừng động, nếu không anh sẽ rất đau đớn đó. Nhãn giả sáu sao không tin tà thuật, dùng hết công lực toàn thân. Nhưng anh ta vừa mới sử dụng đến năng lượng thì cả người đều đau đớn, bất giác kêu lên thê thảm. Ngô Bình lấy điện thoại ra. Gọi cho Tân Cự Phong, nói, người đã bắt được rồi. Tân Cự Phong vui mừng, tốt quá. Đại sư huynh, bây giờ cậu đang ở đâu? Ngô Bình, trên một du thuyền trên sông Ngũ Tuyền. Được, đại sư huynh có thể tìm nơi nào đó đợi tôi, trong nửa tiếng nữa tôi sẽ đến ngay. Ngô Bình, anh chuẩn bị xử lý người này thế nào? Đợi bên trên cử người đến, chúng ta giao người là được. Ha ha, đại sư huynh đây là lệnh truy bắt do đích thân hoàng đến truyền đạt. Bắt được người này thì có thể có được một huân chương thần long. Lúc trước cậu không nghe kỹ, Ngô Bình bèn cười nói, thứ này rất đáng tiền sao. Tân Cự Phong, huy hiệu thần long không thể so sánh với tiền được. Có được huy hiệu này, không chỉ trực tiếp thăng tiến thành quý tộc, mà còn được cơ hội một lần tiến vào nhân hoàng giới rèn luyện. Ngô Bình không hứng thú với quý tộc gì đó, dù sao quý tộc ra sao cũng không so được với đệ tử tinh anh như cậu. Trái lại, chuyện về nhân hoàng giới mới khiến cậu sáng rực mắt. Nhân hoàng giới này là gì? Tân Cự Phong, nơi mà nhân hoàng ở qua nhiều thế hệ, bên trong rất thần bí, có đầy kỳ chân dị bảo. Nghe nói, nếu trên người không có giấy thông hành có ấn nhân hoàng thì ngay cả đại năng tiên giới cũng không thể tiến vào nhân hoàng giới. Ngô Bình gật đầu, vậy cũng không tệ. Được, vậy tôi sẽ đợi anh ở một nhà hàng bên bờ sông. Phong cảnh Châu Giang tuyệt sắc. Hai bên bờ có không ít nhà hàng quán cơm, Ngô Bình tùy ý tìm một nhà hàng, cùng với Chu Ngạo Quân đưa nhãn giả kia đến lầu 3. Lầu 3 có thể quan sát được cảnh sông, gió thổi man mát, khiến tâm tình người ta thoải mái. Dù sao cũng không có chuyện gì, Ngô Bình gọi mấy món ăn vừa nói chuyện với Chu Ngạo. Quân, vị rượu ở tiệm này không tệ, Ngô Bình uống liên tiếp mấy chén. Cậu hỏi nhãn giả kia, anh tên gì? Nhãn giả kia bị khống chế. Miệng lập tức lên tiếng trả lời, Higashi Inu Heshiro. Tại sao anh muốn giết 30 mấy người cả nhà đó? Higashi Inu Heshiro nói, vì một miếng bảo ngọc tiên truyền.
Bảo Ngọc Tiên Truyền, là chỉ một vài người có tu vi cao thâm, đưa một phần hoặc toàn bộ truyền thừa của bản thân vào trong một bảo ngọc. Ai có được bảo ngọc này thì có thể có được truyền thừa. Nhưng phàm là bảo ngọc tiên truyền thì chủ nhân ít nhất cũng phải là tu sĩ thần thông hậu kỳ, thậm chí là đại năng đạo cảnh. Ngô Bình, sao anh biết nhà họ có bảo ngọc tiên truyền? Đông Doanh chúng tôi có tổ chức tình báo. Ban đầu chúng tôi chỉ là muốn kiểm tra thật ra, không ngờ nhà họ thật sự có một miếng bảo ngọc. Người nhà này tại sao không có được công pháo trong bảo ngọc tiên truyền, Ngô Bình hỏi. Miếng bảo ngọc tiên truyền này không phải là chuyện nhỏ, người bình thường căn bản không có tư cách nhận được truyền thừa. Tuy nhà này cũng có vài cao thủ bí cảnh, nhưng tư chất bình thường. Ngô Bình gật đầu, chẳng trách hoàng đế rất muốn tìm được người này, xem ra cũng là vì bảo ngọc tiên truyền này mà đến. Bảo ngọc đâu, cậu hỏi. Được tôi giấu trên thuyền rồi. Higashi Inuheshiro giấy giụa không muốn nói ra, đáng tiếc lại không cách nào kiểm soát được hành động bản thân. Vì thế Ngô Bình hỏi rõ vị trí, bèn bảo Chu Ngạo Quân đi lấy. Chu Ngạo Quân vừa rời đi, đột nhiên có mấy người mặc thường phục đi vào, người dẫn đầu khoảng chừng 30 tuổi, cao ít nhất 1m9 lắm, cơ bắp rắn chắc, khiến người ta có cảm giác áp lực. Anh ta nhìn nhãn giả 6 sao ngồi bên cạnh Ngô Bình. Sau đó lại quét mắt nhìn Ngô Bình, cười nói, cậu bạn này, xin hỏi cậu ở bộ ngành nào? Ngô Bình buông đũa xuống, nói, anh là ai? Người này nói, đội trưởng cửu đội tuần tiên ti, Khương Hải. Ngô Bình, thì ra là đội trưởng Khương, anh tìm tôi có chuyện gì? Khương Hải ôm quyền, cười nói, tôi phụng mệnh đến bắt nhãn giả Đông Doanh này. Ngô Bình, tôi cũng là nghe lệnh làm việc, hơn nữa người cũng đã bắt được rồi, các anh có thể quay về. Khương Hải nói, xin được hỏi tên cậu bạn đây. Ngô Bình, thống lĩnh thị vệ dưới trướng Đông Vương. Khương Hải ồ một tiếng, thì ra là người của Đông Vương, nhưng tuần tiên tê chúng tôi là bên nhận được mệnh lệnh đầu tiên, cho nên mong thống lĩnh Ngô giao người cho tôi vậy. Ngô Bình nhướng mày, giao người cho anh. Mệnh lệnh của bệ hạ là treo giải thưởng cho toàn bộ quan võ bắt người này. Tôi bắt được anh ta thì chính là do tôi bắt được, không liên quan đến người khác, kể cả tuần tiên tỷ các anh. Khương Hải nhếch miệng cười, cậu bạn, trưởng quan chúng tôi và Đông Vương có quan hệ không tệ, tốt nhất mọi người đừng làm đến mức quá khó coi như vậy. Ngô Bình cầm chén rượu, nói tôi vẫn đang ăn cơm, không giữ chân mấy vị nữa. Vẻ mặt Khương Hải u ám, chỗ dựa sau lưng tuần tiên rất vững chắc, cho nên cũng không để tâm đến mấy thế lực như Đông Vương, hơn nữa hôm nay anh ta nhận được lệnh tử, cho dù thế nào cũng phải bắt bằng được nhẫn giả 6 sao này. Anh ta khẽ thở dài. Nói, nếu thống lĩnh Ngô không nể mặt thì chúng tôi chỉ có thể dùng đến thủ đoạn thôi. Vẻ mặt Ngô Bình không đổi, nói, anh có thủ đoạn gì thì cứ dùng hết đi. Khương Hải cất bước đi đến, thế nhưng anh ta vừa đến gần bàn thì thân thể bỗng cứng đờ, làm cách nào cũng không thể động đậy. Khương Hải vừa kinh sợ vừa giận dữ, hung hăng nói, cậu dám dùng tà thuật với tôi sao? Ngô Bình cười lạnh, đúng đấy, tôi dùng rồi đấy, anh có thể làm gì được tôi? Những người còn lại cũng hoảng sợ lùi ra sau, nhưng sau đó họ cũng đứng được ra tại chỗ, không thể nhúc nhích giống như Khương Hải. Lúc này, Tân Cự Phong tới. Anh ta thấy có nhiều người như vậy trong phòng thì lập tức hiểu được đã xảy ra chuyện gì, cười khẩy các người lại còn dám cướp công lao của thống lĩnh chúng tôi cơ ấy, đúng là mù mắt chó mài. Ngô Bình, mấy người kia là tuần tiên ti nào? Tân Cự Phong, tôi biết người này, gã tên là Khương Hải, bình thường rất kiêu ngạo. Trước đó còn đánh người của chúng ta. Sau đó, anh ta bèn nhìn về phía tên nhãn giả kia, thống lĩnh, mặc kệ bọn họ đi, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Không biết còn có bao nhiêu người muốn tìm tên nhẫn giả kia đâu. Ngô Bình gật đầu, được. Vừa rời khỏi quán rượu, Ngô Bình đã tập hợp với Chu Ngạo Quân, cô ta đã lấy được bảo ngọc. Nó được đặt trong một túi da, Ngô Bình cầm lấy nhìn thì lập tức cất đi rồi nói với Tân Cự Phong, anh dẫn người về chỗ Đông Vương đợi lệnh đi. Tân Cự Phong, đại sư huynh không đi cùng hả? Ngô Bình, tôi không đi, tôi sẽ ở lại đây thu hút một chút sự chú ý của đám người kia. Tân Cự Phong nghĩ thì cũng thấy có lý bèn nói, được, vậy đại sư huynh cẩn thận nhé. Người vừa đi, Ngô Bình đã thay một bộ giống với Higashi Inuheshiro, sau đó trang điểm mặt mày một chút rồi trực tiếp xuất hiện ở bờ sông. Chẳng mấy chốc, cậu đã cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang theo dõi mình. Ngô Bình làm như không phát hiện, thong dong đi vào một quán trà, vừa uống vừa trò chuyện với Chu Ngạo Quân.
Chu Ngạo Quân nhỏ giọng nói, anh Ngô, tôi cảm thấy có rất nhiều đang theo dõi chúng ta. Ngô Bình, nói chính xác hơn là có 23 người, còn có hai nhóm, một đội 3 người, một đội 7 người. Chu Ngạo Quân kinh ngạc thốt lên, sự cảm ứng của anh đúng là nhạy bén. Ngô Bình, chúng ta giả vờ một chút, nửa tiếng sau, Tân Cự Phong chắc hẳn cũng đã đưa người rời đi, những người kia cũng đừng hòng bắt được họ. Chu Ngạo Quân chớp chớp mắt hỏi, giả vờ như thế nào? Ngô Bình, cô có biết độn thuật mà người Đông Doanh am hiểu nhất là gì không? Chu Ngạo Quân ngẫm nghĩ rồi đáp, độn thuật khói có vẻ phổ biến. Họ sẽ ném một quả đạn khỏi xuống đất, khi xương khói biến mất thì người cũng biến mất theo. Ngô Bình gật đầu nói, ừ, vậy dùng độn thuật khói. Hai người uống vài ly trà xong, Ngô Bình bỗng nhiên nhảy ra khỏi lan can. Dưới đất là một đám cỏ dại, sau khi cậu rơi xuống, mặt đất bỗng bùng lên một đống xương khói. Mấy giây sau, sương mù tan đi, Ngô Bình cũng đã biến mất. Chu Ngạo Quân lập tức giả vờ vô cùng kinh ngạc lại tức giận, vội vàng tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chẳng thấy cậu đâu. Lúc này, sự chú ý của mọi người đều đặt lên Ngô Bình vừa biến mất, mấy chục bóng người nhảy xuống đám cỏ, dốc sức lùng sục. Qua khoảng 15 phút, Chu Ngạo Quân yên lặng rời khỏi hiện trường. Sau khi Tân Cự Phong rời khỏi khoảng 45 phút, hai người lại lần nữa xuất hiện trong một quán cà phê. Lúc này, Ngô Bình đã biến về bộ dáng cũ, Chu Ngạo Quân cười nói, bọn họ chắc hẳn vẫn đang tìm kiếm người Đông Doanh đã biến mất kia. Ngô Bình, đám người kia rất thông minh, giờ chắc cũng đã kịp phản ứng lại. Có điều, Tân Cự Phong đã đưa người đến chỗ Đông Vương, nên họ cũng bó tay thôi. Quả nhiên, mấy phút sau, Tân Cự Phong đã gọi điện thoại tới, cười bảo cậu Ngô, đã giao người cho Đông Vương rồi. Ban nãy, bên trên cử người đến và đã dẫn người đi. Ngô Bình, vậy là được rồi. Tân Cự Phong ngừng một lát rồi lại nói, người bên trên xuống có hỏi đôi chuyện. Gã nhãn giả kia hình như cướp thứ gì đó, hoàng đế đang tìm. Có điều, họ hỏi người Đông Doanh kia thì gã chỉ cười lạnh, nói đã giấu thứ đó đi, bọn họ đừng hòng biết được. Ngô Bình, tôi cũng không biết chuyện về thứ đó. Bên hoàng đế có vô số người tài, chắc hẳn có thể điều tra ra. Tân Cự Phong, đúng vậy, Đông Vương cũng nói thế. Đại sư huynh, còn có một chuyện muốn báo. Cho cậu, lúc trước tôi có nói muốn mượn tiếng tăm của cậu dọa người nọ, hiệu quả lại cực kỳ tốt. Người nọ đã bắt tay hòa giải với cậu vợ tôi, còn nói hy vọng có cơ hội đến thăm đại sư huynh. Ngô Bình, vậy được rồi. Đại sư huynh, bao giờ thì cậu tới? Ngô Bình, đến lúc đó tôi sẽ đến, không làm hỏng việc đâu. Ngô Bình lại nói chuyện với Tân Cự Phong thêm mấy câu rồi cúp máy. Cậu ngẫm nghĩ rồi bảo Chu Ngạo Quân, lát nữa tôi phải về rồi, cô Chu thì sao? Chu Ngạo Quân đáp, được rồi, tôi cũng muốn về nhà một chuyến. Cô lấy ra một cái lệnh bài bằng ngọc viền vàng cười bảo, đây là Chu Thiên Lệnh, nó đại biểu cho ý chí của nhà họ Chu, cũng coi như có tác dụng trong Giang Bắc và vùng lân cận. Những thế lực lớn nhỏ kia cũng sẽ nể mặt đôi chút. Tuy tôi biết anh không cần nó, nhưng đôi khi nó có thể giải quyết một số rắc rối nhỏ. Đến lúc đó, anh chỉ cần lấy nó ra là sẽ giải quyết được ngay, không cần phải nói nhiều với họ, tránh lãng phí miệng lưỡi. Ngô Bình liếc Chu Thiên Lệnh, gật đầu nói, được, tôi sẽ nhận, cảm ơn cô Chu. Đợi sau khi luyện xong đan dược, tôi sẽ liên lạc với cô. Được. Sau khi chia tay Chu Ngạo Quân, Ngô Bình bèn trở về biệt thự Hoàng Long. Vừa trở về biệt thự chưa được bao lâu, Tân Cự Phong đã gọi đến, tức giận càm ràm, đại sư huynh, đám người của bên trên đúng là ăn hại, phí cả công của cậu. Ngô Bình bình tĩnh hỏi, sao thế? Tân Cự Phong, tên nhãn giả kia đã tự sát chết. Cũng không biết gã dùng cách nào, thần hồn tan biến, máu thịt hóa thành chất lỏng. Chậc chậc, đúng là tàn nhẫn. Bệ hạ nổi giận. Phạt nguyên đám người phụ trách trông coi và thẩm vấn. Ngô Bình, hử, còn có chuyện này à? Vậy họ có hỏi ra được thứ kia đang ở đâu không? Tân Cự Phong, hử, chẳng hỏi được cái khỉ gì. Có lẽ thứ kia đã bị giấu đi rồi. Tiếc ghê, có vẻ bệ hạ rất muốn có được nó. Ngô Bình, vậy chịu. Giờ người đã chết, muốn hỏi cũng bó tay. Tân Cự Phong, kệ nó đi, dù sao cũng chẳng liên quan đến chúng ta. Hơn nữa. Bệ hạ đã nói sẽ tặng huân chương cho người đã bắt được nhãn giả Đông Doanh, đại sư huynh cũng không thiệt. Ngô Bình, ừ, nói cũng đúng. Tần Cự Phong kể xong chuyện đó bèn vội vàng cúp máy dường như có chuyện gì gấp cần xử lý.
Ngô Bình đặt điện thoại sang bên cạnh, lẩm bẩm, hiệu quả của chú tự tuyệt kia cũng tốt ghê, chết không còn sót chút gì. Hóa ra, từ đầu cậu đã không định giao bảo vật kia cho hoàng đế, dù sao người cũng là do cậu bắt được, đương nhiên không muốn chắp tay nhường cho người khác. Vì thế, cậu bèn sử dụng bí chú khiến tên nhẫn giả kia bỗng dưng chết đi, còn chẳng để lại gì. Hơn nữa, người nọ đã bị Ngô Bình điều khiển tâm trí, nên nói hay không nên nói đều đã được cậu sắp xếp, mọi thứ đều chẳng chút sơ hở. Ngô Bình lấy khối thiên truyền bảo ngọc kia, tay phải nắm nó trong lòng bàn tay, sau đó truyền pháp lực vào. Bảo ngọc này từng được rất nhiều người sở hữu, nhưng chưa có ai có thể nhận được truyền thừa bên trong. Bởi vì nó có yêu cầu cực cao với người thừa kế, người bình thường hoàn toàn không thể được nó chấp nhận. Pháp lực của Ngô Bình truyền vào bên trong, ý thức bỗng chìm vào trong một không gian thần bí. Trước mặt cậu là một khoảng sân rộng lớn, xung quanh có mấy ngàn cây cột chọc trời. Phía trước có một điện thờ lớn, cửa điện rộng mở, bên trong có mây tím lơ lửng. Ngô Bình có hơi chần chờ, bảo ngọc kia khá kỳ quái, không ngờ có thể lập tức cuốn ý thức của cậu vào ảo cảnh. Cậu đang suy nghĩ có nên đi vào hay không thì cơ thể đã không chịu điều khiển tự bước vào. Điều này khiến cậu hết sức chấn động. Vừa vào điện, cậu đã thấy một người đàn ông trung niên ngồi trước một cái bàn dài, trong tay cầm một cuốn sách cổ. Người đàn ông kia thấy cậu tiến vào thì cười nói, khi cách trăm năm, cuối cùng cũng có người đến. Ngô Bình đánh giá ông ta hỏi, ông là ai? Người đàn ông trung niên đáp, ta là Đại Mộng Thiên Tôn. Ngô Bình hoảng sợ, ông là Thiên Tôn. Đại Mộng Thiên Tôn, ta tu luyện ngàn năm, cuối cùng cũng hiểu được sự huyền diệu của ảo và thật, tự nghĩ ra Đại Mộng Huyền Thiên Kinh. Ngô Bình hỏi, tại sao ông phải truyền công pháp của mình cho người khác? Đại Mộng Thiên Tôn đáp, năm xưa, có rất nhiều người hâm mộ ghen tị bí truyền của ta, vì thế một vài cao thủ bèn bắt tay nhau vây giết ta. Ta không cam lòng, trước khi chết bèn khắc học thức cả đời của mình vào tiên truyền bảo ngọc, hy vọng có người thừa kế nó. Trong đó, còn có, huyền thiên mộng cảnh do ta mở. Nếu cậu có thể lấy được truyền thừa thì cũng sẽ lấy được huyền thiên mộng cảnh. Ngô Bình hỏi, huyền thiên mộng cảnh là chỗ nào, có được nó lại có ích lợi gì? Huyền thiên mộng cảnh là công pháp do ta dạo chơi vũ trụ, tốn 300 năm mới sáng tạo ra. Nó giống như thật, lại giống như ảo. Khi có được nó, cậu có thể khiến giấc mơ trở thành sự thật, cũng có thể làm sự thật trở thành ảo cảnh. Ngô Bình kinh ngạc, ý ông là, tôi có thể biến cảnh trong mơ thành sự thật. Điều này không có khả năng. Đại Mộng Thiên Tôn cười nói, cậu nói vậy là vì không biết sự khác nhau giữa cái gọi là mộng ảo và sự thật. Có đôi khi, ảo cảnh chính là sự thật lại chỉ là một giấc mộng. Ngô Bình cũng không hiểu được ý của đối phương nên tiếp tục hỏi, ví dụ như tôi trở thành cao thủ đứng đầu thế giới, chúa tể vũ trụ ở trong mơ thì nó cũng có thể biến thành sự thật. Đại Mộng Thiên Tôn, giấc mơ ấy của cậu chỉ là điều tầm thường, không đáng nhắc đến. Ngô Bình hỏi, được rồi, vậy tiền bối cảm thấy tôi có tư cách kế thừa học vấn cả đời của ông không? Đại Mộng Thiên Tôn, nếu như cậu không có tư cách thì đã chẳng thấy được ta rồi. Ông ta nói xong bèn vươn tay nhấn một cái, trong đầu Ngô Bình bỗng tràn vào một lượng lớn tin tức. Sau khi cậu tiếp thu những thông tin ấy, Đại Mộng Thiên Tôn cười nói, ta còn có một vài tâm nguyện chưa thực hiện được, mong cậu có thể làm di gạch dưới giúp ta. Sau này, khi cậu chu du thế gian thì phải dùng tên ta, tự xưng là người thừa kế của Đại Mộng Thiên Tôn. Ông ta nói xong, toàn bộ thế giới bắt đầu sập xuống, co rút lại rồi biến thành một luồng ánh sáng chui vào trong đầu Ngô Bình. Sau cơn đau đớn, Ngô Bình bèn tỉnh lại, trở về hiện thực. Cậu kinh ngạc nhìn bảo ngọc trong tay, nó dường như chẳng thay đổi gì, nhưng khi Ngô Bình truyền pháp lực vào, nó lại không biến hóa, năng lượng bên trong đã bị cậu hấp thu hết. Sắp xếp lại Đại Mộng Huyền Thiên Kinh trong đầu, cậu không khỏi cảm thấy kinh ngạc, lẩm bẩm, cuộc đời Đại Mộng Thiên Tôn kia đúng là thần ký, có thể tiến vào thế giới ý thức của người khác rồi giết chết họ. Sau đó cướp lấy tâm trí họ. Mỗi người đều có thế giới ý thức của mình, dù là người phàm thì cũng vậy. Đại Mộng Huyền Thiên Kinh lợi hại ở chỗ có thể không ngừng cần nuốt thế giới của người khác để xây dựng thế giới của mình. Người bị cướp đi thế giới tinh thần, một là chết, hai là sẽ biến thành người đần độn. Ngoài cắn nuốt, cậu còn có thể kết nối người khác với huyền thiên mộng cảnh của mình, khiến họ cùng xây dựng huyền thiên mộng cảnh. Ngô Bình nghĩ đến đây thì bỗng nhiên nảy ra một ý, gọi điện bảo Âu Dương Chí Viễn và Nghiêm Lãnh Thạch đến đây một chuyến. Chẳng bao lâu sau, Âu Dương Chí Viễn và Nghiêm Lãnh Thạch đã chạy đến. Bố nuôi,
Con nhớ trong nước có một công ty trò chơi rất lợi hại, có cho ra đời một tựa game kết nối não với Internet. Chỉ là khoang trò chơi có chi phí rất cao, tốn hơn triệu tệ nên trước mắt nó vẫn lỗ vốn, nghe nói sắp sập. Âu Dương Chí Viễn gật đầu, chuyện này bố cũng thấy, một người bạn của bố còn là trưởng phòng cấp cao trong công ty đó. Theo lời ông ta thì trò chơi này ra mắt 3 năm, số lượng người chơi vẫn không vượt qua 10.000 người. Ngô Bình, bố nuôi, người bạn trưởng phòng, cấp cao kia của bố còn làm ở đó không? Vẫn còn, Âu Dương Chí Viễn hỏi, Tiểu Bình, sao con lại bỗng dưng hỏi cái này? Con cũng muốn mua một bộ khoang trò chơi chơi hả? Dù Ngô Bình có tu vi cao tới đâu thì ở trong mắt ông ta, cậu vẫn là một cậu nhóc vừa tốt nghiệp phổ thông, con trai chơi trò chơi là chuyện bình thường. Ngô Bình cười nói, con muốn mua công ty kia. Âu Dương Chí Viễn giật mình, mua nó. Nhưng công ty kia ngoài tựa game kia lỗ vốn thì những game khác đều kiếm được kha khá, mỗi năm lời mấy chục tỷ. Giá thị trường của nó cũng hơn 20 tỷ. Ngô Bình, chủ yếu là con muốn mua tựa game kia và đội ngũ vận hành nó. Nếu đối phương bằng lòng, con có thể mua riêng nó. Âu Dương Chí Viễn hỏi, tại sao nhất định phải mua nó? Ngô Bình đáp, bố, con cảm thấy trò chơi kia rất thú vị, muốn làm ra nó. Tuy Âu Dương Chí Viễn không hiểu, nhưng ông A vẫn ủng hộ Ngô Bình, được. Bố sẽ liên lạc với người bạn kia của mình. Ông ta gọi một cú điện thoại rồi hẹn đối phương, nói Tiểu Bình, đối phương nghe nói mục đích của chúng ta thì bằng lòng gặp con. Ngô Bình hỏi, người bạn kia của bố ở đâu? Thành phố Tứ Hải, ông ta nói lát nữa sẽ gửi địa chỉ cho bố, còn thời gian thì lúc nào cũng được. Ngô Bình, vậy nửa tiếng sau gặp đi. Thành phố Tứ Hải cách Trung Châu hơn 400 km, Ngô Bình lại chẳng mấy chốc đã đến địa điểm đối phương hẹn gặp, đó là một khách sạn lâu đời. Trong một đại sảnh nhỏ ở lầu 2 khách sạn, có hai người đàn ông trung niên đang ngồi chờ Ngô Bình. Hai người này, một người là tổng giám đốc công ty game Huy Hoàng, người còn lại là trưởng phòng bộ môn. Tổng giám đốc có khuôn mặt chữ điền, mày rậm mắt to. Ông ta hỏi trưởng phòng Lưu, ông nói người kia có đáng tin không? Trưởng phòng Lưu gật đầu, người nọ tên Âu Dương Chí Viễn, là bạn của tôi. Giờ ông ấy chính là người trưởng phòng cục từ thiện ở Giang Nam nên chắc chắn sẽ không nói bừa. Lát nữa, người chúng A cần gặp là kim chủ đứng sau ông ấy, có lai lịch rất lớn, nói là người của Đông Vương. Tổng giám đốc khẽ gật đầu, vậy phải gặp một lần rồi. Ý của đối phương là gì? Mua lại công ty chúng ta hả? Trưởng phòng Lưu đáp, nghe nói là muốn mua lại khoản game thực tế ảo lỗ vốn kia của chúng ta. Nhắc tới tựa game kia, tổng giám đốc đã cảm thấy đau đầu. Trò chơi kia riêng nghiên cứu phát triển và đưa vào hoạt động đã bỏ ra cả 15 tỷ. Nhưng sau khi đưa ra thị trường 3 năm, mỗi năm vẫn luôn lỗ. Năm ngoái, nó đã lỗ 1 tỷ, dự đoán sang năm sẽ càng lỗ nhiều hơn nữa. Giờ ông ta đã nhất trí cho rằng tựa game kia sẽ không mang lại lợi nhuận trong thời gian ngắn, nên từ trên xuống dưới, có rất nhiều người muốn dừng nó lại. Nhưng nếu gỡ nó đi, số tiền đầu tư trước đó sẽ mất trắng nên những trưởng phòng cấp cao trong công ty đều không nỡ. Tổng giám đốc hỏi, vậy tại sao cậu ta lại muốn mua tựa game đó? Trưởng phòng Lưu lắc đầu, hiện tại vẫn chưa rõ, tí nữa hỏi là biết ngay. Hai người nói thêm vài phút, Ngô Bình gõ cửa tiến vào. Cậu mặc đồ bình thường, trông như sinh viên, hào hoa phong nhã. Thấy cậu, tổng giám đốc và trưởng phòng đều giật mình. Ngô Bình tiến lên giới thiệu trước, là trưởng phòng Lưu và tổng giám đốc Hầu à. Tôi là Ngô Bình. Hai người vội đứng dậy, nhiệt tình nói, cậu Ngô, là chúng tôi. Ngô Bình thản nhiên ngồi xuống, bắt đầu nói trước, tôi không vòng vo nữa, tôi thích chơi game cũng vừa ý khoản game có kết nối trực tiếp với não kia, tôi muốn mua nó. Tổng giám đốc Hầu và trưởng phòng Lưu nhìn nhau. Tổng giám đốc Hầu cười nói, cậu Ngô, trước đây khi nghiên cứu phát triển trò chơi, chúng tôi đã dùng hết 20 tỷ, giờ bảo bán thì chúng tôi không nỡ. Ngô Bình, nếu không nỡ thật thì hai người sẽ không gặp tôi. Các người ra giá đi, thích hợp thì tôi trả. Tổng giám đốc Hầu ho khan một tiếng, ít nhất thì giá cũng phải có vốn chúng tôi bỏ ra. Ngô Bình, đội nhóm phát triển trò chơi, thành viên, quyền độc quyền khoang trò chơi, nhà máy. Tôi muốn tất. Tổng giám đốc Hầu nhíu mày, nhân viên tham dự phát triển trò chơi này đã hơn 3.000 người. Trong đó có rất nhiều là nhân viên phát triển, nghiên cứu chuyên sâu bên công ty chúng tôi. Cậu Ngô muốn dẫn đi hết thì có chút không dễ. Ngô Bình cười nói, công ty lớn thì không thiếu người mới.
Tổng giám đốc Hầu suy tính một hồi rồi nói, điều kiện của cậu Ngô không phải không thể chấp nhận. Nhưng giá không rẻ đâu, 23 tỷ, nếu cậu đồng ý, chúng ta. Chốt deal, không ngờ ngay cả trả giá mà Ngô Bình cũng không làm, đồng ý luôn, tí nữa tôi sẽ để Âu Dương Chí Viễn bàn hợp đồng với các vị. Phải rồi, tôi nghe nói nhân viên công ty đảm nhận trò chơi này được phân một tòa nhà riêng, tòa nhà của công ty luôn à. Tổng giám đốc Hầu, không phải, thuê thôi. Sắp tới hạn rồi, chúng tôi định chuyển đi, đổi chỗ. Ngô Bình, không cần chuyển, ở tại văn phòng đi. Cậu ngừng một chút, các người có nơi để thử nghiệm game không? Trưởng phòng Lưu có, ngay tại ký túc xá tầng 1 có sảnh trải nghiệm chơi thử. Ngô Bình, tôi muốn xem thử. Trưởng phòng Lưu, không thành vấn đề, tôi dẫn cậu đi. Trên đường tới chỗ làm việc, Ngô Bình gọi Âu Dương Chí Viễn tới Tứ Hải, bảo ông ấy ký hợp đồng với bên công ty game. Sau khi lái xe hơn 10 phút, họ tới tòa nhà văn phòng. Sảnh lầu 1 được lắp đặt toàn bộ thiết bị tạo thành phong cách bối cảnh game. Trò chơi này thì Ngô Bình biết từ hồi lớp 11, rất muốn chơi nhưng tiếc là không có tiền mua khoang. Nhưng những video liên quan tới trò chơi thì cậu xem rất nhiều, chất lượng game này đúng là không có gì đáng chê. Trò chơi này tên là Tu Tiên Truyện, người chơi có thể thăng cấp qua việc đánh quái, các map sẽ không ngừng tăng độ khó. Còn có thể gia nhập tông môn để đạt được nhiều tài nguyên nhưng sau khi gia nhập thì phải làm việc cho tông môn, điểm danh hàng ngày. Chăm nghe không bằng một thấy, cuối cùng lần này Ngô Bình cũng có cơ hội nằm vào khoang trò chơi. Khi cửa khoang đóng, 10 nam châm tự động áp vào đầu cậu, kết nối với sóng não. Thoáng chốc Ngô Bình đã có cảm giác một sức mạnh yếu ớt đang cố gắng kết nối với tinh thần của mình. Nếu là người thường, lúc này đã tiến vào thế giới ảo nhưng Ngô Bình là người tu hành nên cậu vẫn tỉnh như sáo. Nhưng để được trải nghiệm trò chơi, cậu vẫn cho phép năng lượng kia kết nối với tinh thần của mình. Nửa phút sau, tinh thần của Ngô Bình chìm trong một khoảng không, trước mặt xuất hiện một bức tranh, sau đó có ba chữ khổng lồ bay tới từ xa Tu Tiên Truyện. Và rồi trong không gian xuất hiện một đường màu trắng, dần dần hé mở, lộ ra thế giới bên trong. Non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, vô số kiến trúc cổ xưa được xây ở dưới chân núi, lơ lửng giữa không trung, có thể thấy chim quý thú hiếm ở khắp nơi. Dù là tu sĩ thường thấy những trường hợp đao, to búa lớn như Ngô Bình thì cũng không khỏi trầm trồ tán thưởng. Hình ảnh lộ ra toàn bộ, Ngô Bình đứng trong một thôn nhỏ, một cô gái có biệt danh cô nương A Chân từ xa đi tới. Cô ấy rất xinh, hoan nghênh tới với trò chơi Tu Tiên Truyện, tôi là người dẫn đạo của bạn, hãy gọi tôi là A Chân nhé. Ngô Bình giơ tay sờ ngực A Chân, cảm giác không tệ, rất chân thật, gần như không thể phân biệt ảo hay thật. A Chân duyên dáng á một tiếng, thấy ghét ghê, đừng có sờ mó lung tung nghen. Ngô Bình, A Chân, kế tiếp tôi phải làm gì? A Chân, tôi giới thiệu cho bạn về đại lục Tu Tiên trước nhé. Nghe cô ấy giảng giải một hồi. Ngô Bình mới có chút hiểu biết về bối cảnh, A Chân, tôi muốn gia nhập tông môn. A Chân, gia nhập tông môn thì bạn phải tăng thiên phú và kinh nghiệm tới một cấp bậc nhất định, sau đó lại chỉ cậu cách kiếm kinh nghiệm, tăng điểm thuộc tính. Sau khi hiểu biết đại khái, Ngô Bình trải nghiệm một chút rồi thoát game. Khoang trò chơi mở ra, trưởng phòng Lưu còn đang chờ cậu, cậu Ngô, cảm giác thế nào? Ngô Bình, cũng được lắm. Trưởng phòng Lưu, tôi còn vài việc cần bàn. Trong lòng trưởng phòng Lưu lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ định đổi ý. Nhưng ông ta vẫn cười nói, được, mời cậu tới văn phòng tôi bàn bạc. Chỗ làm việc của trưởng phòng Lưu là ba phòng một sảnh, rất là lớn, có khu nghỉ ngơi và tập thể hình riêng, còn có một phòng đón khách cực lớn. Ông ta tự mình châm trà cho Ngô Bình, nói cậu mua trò chơi này rồi thì sau này có thể sửa chữa nội dung theo ý cậu. Ngô Bình, cái thiết bị kết nối với trí não này do các vị sản xuất à? Trưởng phòng Lưu, phải, chúng tôi đầu tư hết 4 phần 10 vốn vào cái khoang trò chơi kia. Vì giá thành phẩm quá cao nên chúng tôi chỉ mới bán được 10.000 cái, mà bán một cái là lỗ mấy trăm nghìn. Giá thành phẩm không giảm được sao? Trưởng phòng Lưu, chủ yếu là sản lượng quá ít, nếu sản lượng đạt tới 100.000 cái một năm, thành phẩm có thể giảm được 40% giá hiện tại. Bán được 1 triệu cái một năm, giá có thể giảm 80%. Ngô Bình, vậy thì có nghĩa một năm sản xuất 10 triệu cái nhưng thành phẩm chỉ có 1 triệu. Trưởng phòng Lưu, đúng, đây là giai đoạn đầu, thành phẩm càng về sau càng ít. Nếu làm lâu dài, trong 3 năm,
thành phẩm có thể giảm xuống còn 200-300.000 tệ. Nhưng dù là 200-300.000 thì không phải ai cũng mua được, ban đầu chúng tôi lên kế hoạch là tốn 10 năm để giảm giá còn vài nghìn. Ngô Bình, sản lượng của các vị bao nhiêu? Trưởng phòng Lưu, chúng tôi có dây chuyền sản xuất lâu nhất là đạt tới chục triệu cái một năm. Nhưng tiếc là dây chuyền này rất nhỏ. Ngô Bình, 10 triệu cái, cũng không tệ. Sau đó cậu lại trưởng phòng Lưu, ông có hứng thú tới công ty tôi để phụ trách trò chơi này tiếp không? Mắt trưởng phòng Lưu sáng lên, cậu Ngô bằng lòng dùng tôi sao? Ngô Bình, ông cũng là một trong những người phụ trách trò chơi này, hơn nữa cha nuôi tôi và ông là bạn. Ông ấy rất hiểu ông, nói ông là một người thực tế, còn rất thông minh. Trưởng phòng Lưu xoa hai tay, nói cậu Ngô, thực không dám giấu, sau khi cậu mua trò chơi này thì tôi có thể sẽ thất nghiệp. Ngô Bình cười nói, thất nghiệp thì không đến nỗi, dù sao nhân tài đến đâu cũng đều có cơm ăn thôi. Trưởng phòng Lưu, cậu Ngô, lương một năm của tôi là 800.000, tiền thưởng cuối năm được là tiền lương hai tháng. Ngô Bình, vậy thì khoảng chừng 1 triệu. Như vậy đi, ông đến chỗ tôi cho ông lương một năm là 2 triệu. Trưởng phòng Lưu vui mừng, cảm ơn cậu Ngô. Ngô Bình, lát nữa cha nuôi tôi sẽ đến. Ông cứ làm việc với ông ấy về phần giấy tờ mua bán tiếp theo. Mấy ngày nữa, tôi sẽ đến công ty. Trưởng phòng Lưu, sắp đến giờ cơm rồi, chỉ bằng chúng ta ra ngoài gọi đồ ăn. Ngô Bình, ăn cơm thì không cần, tìm cho tôi một nơi yên tĩnh, rồi gọi nhân viên thiết kế trò chơi đến cho tôi muốn xem bản thiết kế tổng thể của Tu Tiên Truyện. Cậu muốn dùng một phần huyền thiên mộng cảnh trực tiếp tạo thành bối cảnh bên trong Tu Tiên Truyện. Sau đó lợi dụng sóng não để kết nối suy nghĩ của người chơi với huyền thiên mộng cảnh. Như vậy, công ty không cần máy chủ cũng có thể vận hành trò chơi, hơn nữa trò chơi cũng dễ chơi hơn nữa. Những trước mắt những thứ này chỉ mới là suy nghĩ của cậu, hiệu quả cuối cùng thế nào thì phải cần thí nghiệm. Trong phòng làm việc khổng lồ, mười mấy kỹ sư cốt cán và người phụ trách của bọn họ đều đã đến. Sau khi giới thiệu đơn giản mấy câu thì Ngô Bình nhìn toàn bộ bản thảo thiết kế và hình ảnh 3D của Tu Tiên Truyện. Quan sát xong, cậu bắt đầu nghiên cứu làm sao để thông qua khoang trò chơi và qua mạng lưới thông tin thông thường để truyền thông tin vào trong huyền thiên mộng cảnh. Trong này có không ít du thuyền, Ngô Bình chọn ra 10 kỹ sư thiết kế, bảo bọn họ lần lượt tiến vào du thuyền, giúp cậu tiến hành thử nghiệm trò chơi. Muốn đạt được mục tiêu, chuyện đầu tiên cậu phải làm chính là tiến hành kết nối huyền thiên mộng cảnh và máy chủ. Lúc này, cậu đứng trước máy chủ, hai tay tỏa ra tia chớp. Nhưng tia chớp này là ngũ lôi bí lực cậu có được sau khi lĩnh ngộ được ngũ lôi bí truyền, bản thân ngũ lôi bí lực có hiệu quả truyền thông tin rất tốt, hiệu suất và lượng thông tin truyền đi của nó vượt xa sợi quang học. Một luồng tia chớp có thể truyền một lượng thông tin bằng 1.500.000 sợi quang học. Dựa vào ngũ lôi bí lực, chẳng mấy chốc Ngô Bình đã tiến vào máy chủ, sau đó toàn bộ bản đồ Tu Tiên Truyện đều xuất hiện trong huyền thiên mộng cảnh của cậu. Lúc này, 10 kỹ sư thiết kế cũng đã thông qua trí năng, đưa hình ảnh tư duy vào trong huyền thiên mộng cảnh của Ngô Bình. 10 kỹ sư thiết kế, 9 nam 1 nữ, kỹ sư nữ trẻ tuổi kia cũng rất xinh đẹp, chỉ số thông minh rất cao, là cao thủ lập trình được công ty kéo về được từ một trường danh tiếng nào đó. Kỹ sư nữ tên Lý Mạt Mạt. Cô ấy không chỉ là một kỹ sư thiết kế, mà còn là một người chơi cấp cao của Tu Tiên Truyện. Trong trò chơi, cô ấy đã là đệ tử tinh anh của một tông môn nhất phẩm, tu vi cũng đạt đến cảnh giới thần thông. Tiến vào trong thế giới trò chơi, Lý Mạt Mạt kinh ngạc thốt lên, nói, kỳ lạ thật, sao độ phân giải hình ảnh lại cao như vậy? Cô ấy thường chơi trò chơi, nên biết rất rõ độ phân giải hình ảnh trong trò chơi, nhưng lúc này, chất lượng hình ảnh lại cao gấp mấy lần. Tựa như đưa bản thân vào trong thế giới thực vậy. Càng kỳ lạ hơn là, một cơn gió nhẹ thổi đến, nhưng cô ấy lại ngửi thấy mùi hoa thơm, mùi đất, hương cỏ cùng với nhiều mùi hương phức tạp khác. Từng lông tơ và da cô ấy cũng có thể cảm nhận được cảm giác do cơn gió nhẹ mang đến. 9 kỹ sư thiết kế còn lại cũng có cảm giác như vậy, một người nói, trò chơi chúng ta gần đây đều không có tiến hành tối ưu hay thăng cấp gì cả, sao lại thay đổi nhiều như vậy? Lý Mạt Mạt, chẳng lẽ là thay đổi do ông chủ mới mang đến? Nhưng, rõ ràng anh ta không làm gì cả mà, rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Lúc này, Ngô Bình cảm nhận được trước mặt có hơn chục nghìn người chơi đang trực tuyến, bọn họ có người là người chơi mới, có người là người chơi cũ, tự mình thực hiện nhiệm vụ của mình, không ngừng nâng cao kinh nghiệm và thiên phú của bản thân. Tất cả người chơi đều giống như Lý Mạt Mạt,
cảm thấy chất lượng trò chơi đã được nâng cấp vượt bậc, trải nghiệm không thể tin nổi. Ví dụ, có một người chơi tiến vào một khu ăn chơi, bên trong có gọi mấy cô gái đến, kết quả trải nghiệm mà mấy cô gái mang đến lại hệt như trong thế giới thực. Tuy Ngô Bình kết nối với máy chủ, nhưng cậu cũng không thể liên tục ở lại đây. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu chỉ đành để lại huyền ảnh của bản thân ở trong máy chủ, lợi dụng huyền ảnh để giải phóng ngũ lôi bí lực, kết nối với máy chủ. Buổi chiều, Âu Dương Chí Viễn cũng đã đến, hai bên tiến hành thương lượng tiến thêm một bước, quyết định các chi tiết cụ thể, ký tên vào hợp đồng mua bán. Buổi tối hôm đó, Ngô Bình tập hợp toàn bộ nhân viên cấp cao của công ty cùng họp. Cậu nói với mọi người, có vài chuyện, mọi người phải thực hiện ngay. Thứ nhất, dây chuyền sản xuất trò chơi vận hành hết công suất, có thể tạo ra bao nhiêu thì tạo bấy nhiêu. Cần bao nhiêu tiền, tôi đều có thể cho. Một người phụ trách không nhịn được hỏi, ông chủ, bộ phận trò chơi một ngày nhiều nhất có thể sản xuất được 3.000 sản phẩm. Nhưng doanh số bán ra hiện tại của chúng ta, một ngày cũng chỉ có mấy chục sản phẩm. Sản xuất nhiều như vậy bán cho ai chứ? Ngô Bình, trò chơi không nhất định phải bán, có thể thuê, một ngày 20 tệ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, người kia nói, một ngày 20, một năm cũng chỉ mới được mấy nghìn tệ, 100 năm cũng chưa được mấy trăm nghìn, như vậy cũng không bù được chi phí của chúng ta. Ngô Bình nói, không sao, chi phí trò chơi do tôi bỏ ra, chuyện mọi người cần làm là quản lý trò chơi cho tốt, nâng cao trải nghiệm. Mọi người nghe thấy Ngô Bình nguyện ý bỏ tiền ra, không bàn đến chi phí, cũng không còn nói gì thêm, chỉ cảm thấy ông chủ này có phần kỳ lạ. Chuyện thứ hai, mau chóng xây dựng dây chuyền sản xuất thứ hai. Hơn nữa, sau này cứ mỗi nửa năm phải mở mới một dây chuyền sản xuất thật nhiều trò chơi. Lại có người không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, ông chủ, xây dựng một dây chuyền sản xuất có chu kỳ khoảng chừng 1,5 năm. Vốn đầu tư khoảng chừng 3,5 tỷ. Nửa năm một dây chuyền, vậy một năm phải bỏ ra 7 tỷ, nhưng đây chỉ là con số nhỏ. Mà chi phí sản xuất một trò chơi, đến lúc đó ít nhất cũng phải 200 nghìn, 1 triệu sản phẩm thì phải đến 200 tỷ. Ngô Bình, sau này mỗi năm mọi người phải sản xuất được mấy chục nghìn, mấy trăm nghìn sản phẩm, đến lúc đó, chi phí của nó sẽ giảm xuống. Cậu tiến lên nói, hơn nữa, chúng ta chưa chắc chỉ chơi mỗi trò chơi này, mà còn có thể phát triển trò chơi khác. Chỉ cần có thể sử dụng khoang trí năng thì trải nghiệm bất kỳ trò chơi nào cũng rất dễ dàng. Ví dụ, chúng ta có thể phát triển trò chơi cuộc đời giàu sang, cho người bình thường cũng có thể trải nghiệm một lần cuộc sống của người giàu có, ăn chơi tiêu xài, trở thành chú rể mỗi đêm. Hoặc phát triển trò chơi tôi là minh tinh, để bọn họ cũng có thể trải nghiệm cảm giác làm người nổi tiếng. Nghe Ngô Bình nói vậy, suy nghĩ mỗi người bỗng chốc thoáng hơn, đầu cảm thấy Ngô Bình nhìn xa trông rộng. Không chỉ nhỏ hẹp gò bó thông thường. Đương nhiên, chủ yếu là Ngô Bình có tiền, không có tiền thì sao dám chơi như vậy chứ? Ai lại có thể bỏ ra mấy trăm tỷ chỉ để mở rộng thị trường chứ? Nói xong suy nghĩ của bản thân, Ngô Bình hỏi, mọi người đã từng làm nghiên cứu thị trường chưa? Nếu giá trò chơi hạ xuống 100 nghìn, thì có bao nhiêu người chịu mua? Một nhân viên phụ trách bộ phận thị trường nói, ông chủ, năm ngoái chúng tôi từng làm khảo sát tương tự. Căn cứ theo chúng tôi phân tích, trong số tất cả người chơi, 10% người chơi hàng đầu có thể chấp nhận giá trò chơi đến 95.000 tệ, 5% người chơi hàng đầu có thể chấp nhận mức giá 32.000 tệ, 20% người chơi hàng đầu có thể chấp nhận mức giá 30.000. Ngô Bình, 20% không đủ, 50% người chơi hàng đầu có thể chấp nhận được mức giá cao nhất là bao nhiêu? Người đó nói 8.000 tệ, nhưng giá này thì chúng ta không thể lấy lại vốn. Dù mỗi năm chế tạo 100 triệu máy chơi trò chơi thì vốn đầu tư cũng vượt xa 8.000. Ngô Bình, chúng ta nên nhìn xa một chút, lẽ nào một người bỏ tiền ra mua máy mà lại không tốn tiền chơi trò chơi sao? Họ chơi trò thứ nhất của chúng ta thì sẽ chơi trò thứ hai, tôi tin rằng hắn ta sẽ tiếp tục tiêu tiền vì trò chơi của chúng ta trong mười mấy năm tiếp sau đó. Sau đó cậu lại hỏi, hiện tại có bao nhiêu công ty trên thế giới làm khoang trí năng? Trưởng phòng Lưu nói, thưa ông chủ, hiện tại có 7 công ty, nhưng quy mô rất nhỏ, kỹ thuật cũng không bằng chúng ta. Chủ yếu là vì hiện tại nghiệp vụ ở lĩnh vực này đang hướng về tương lai quá xa, rất khó kiếm tiền, ai làm cũng lỗ. Ngô Bình, vì vậy chúng ta mới cần phải mạnh dạn đầu tư, không sợ lỗ. Đợi khi chúng ta tạo ra được thị trường rồi thì sẽ có thể có được kênh thế giới mô phỏng lớn nhất toàn cầu, kênh của chúng ta giống như hệ thống điện thoại,
tất cả phần mềm đều phải sống trên đất của chúng ta. Mọi người nghe đến đây thì đều động lòng, nếu thật sự giống như những gì Ngô Bình nói, công ty có thể tạo ra kênh riêng thì nhất định tương lai sẽ là bá chủ trong các công ty công nghệ trên toàn cầu. Ngô Bình trình bày hết suy nghĩ của mình thì định đi trước, để Âu Dương Chí Viễn ở lại. Nhưng cậu vừa bước ra khỏi cửa công ty thì đột nhiên nhận được điện thoại, một giọng nói đàn ông nguy hiểm vọng lên, đồ của nhẫn giả Đông Doanh ở trên người anh sao? Ngô Bình nghe thấy câu nói đó thì bình thản đáp, vẻ mặt không chút biến đổi cảm xúc, không sai, đang ở trên người tôi, mấy người cần sao? Cậu biết chắc có người nghi ngờ cậu không giữ món đồ đó nên mới cố ý lừa cậu. Đối phương hừm lên một tiếng lạnh lùng, dám biển thủ đồ của hoàng đế bệ hạ, anh sẽ phải chết rất thảm. Không đến một tiếng nữa sẽ có người đến bắt anh, đến lúc đó không ai cứu nổi anh đâu. Ngô Bình chỉ nói một câu, muốn thì cứ đến, tôi đợi. Cậu nói xong thì tắt máy. Cậu không đi ngay mà đến một khu rừng ở phía đông thành Tứ Hải, trong rừng có một đình nghỉ mát, cậu đã ngồi ở đó. Vài phút sau, một người đàn ông trung niên vừa cao vừa ốm bước vào, ngồi đối diện cậu và nhìn thẳng vào cậu. Là ông sao? Ngô Bình hỏi. Người đàn ông trung niên nhìn cậu chằm chằm, nói cậu giao thứ đó ra đây thì tôi có thể đảm bảo cậu không có chuyện gì. Ngô Bình, khốn nạn, muốn có được thứ đó thì bảo người đứng sau lưng ông bước ra, ông chỉ là lính lác, tôi không có hứng thú nói chuyện với ông. Vẻ mặt của người đó rất khó coi, đúng là ông ta chỉ là chân sai vặt, ông ta hừ một tiếng rồi nói, dám nói chuyện kiểu đó với tôi, lá gan của cậu cũng lớn đó. Bốp! Ngô Bình tát một bạt tai khiến người đó bay ra xa, cú tát đó rất mạnh khiến mắt người đó nổi đom đóm, ông ta sùi bọt mép, cả buổi sau mới tỉnh người lại. Nếu anh còn không chịu ra thì tôi sẽ đi đấy. Cậu cao giọng nhìn về phía xa và nói. Tiếng cười lớn từ phía xa vọng lại, một người đàn ông mặc quan phục đỏ đen sải chân bước đến, hắn ta đi trên không, chân không chạm đất. Lúc đối phương lại gần thì Ngô Bình mới biết đấy là một người đàn ông tầm 30 tuổi, tu vi rất cao, chắc là bí cảnh tầng 9, là cao thủ cảnh giới ngũ hành. Hắn ta bước đến trước mặt Ngô Bình, liếc nhìn thuộc hạ của mình rồi thở dài, nói, nghe nói tính khí của cậu Ngô không tốt, đúng là như vậy thật. Ngô Bình, anh là quan lớn trong triều sao? Người đó cười, nói Tuần Tiên Ti, Ngô Khả Kỳ. Ngô Bình, thì ra là Ngô Đại Nhân, anh cho rằng đồ của người Đông Doanh đó ở trên người tôi sao? Ngô Khả Kỳ, cậu là người đã be Higashi Inu Heshiro Bình Tây Lang, mặc dù đã giao người ra rồi nhưng trên người hắn ta lại không có thứ đó. Ngô Bình, chẳng phải lúc đó hắn ta bị thương nặng, biết mình không thoát được nên đã đem đồ giấu đi rồi sao? Ngô Khả Kỳ lắc đầu, cách nói đó lừa được người khác nhưng sao lừa được tôi? Ngô Bình, ồ, cái chết của Higashi Inu Heshiro quá ly kỳ, chúng tôi trông coi hắn ta rất nghiêm ngặt nhưng hắn ta lại đột nhiên phát nổ mà chết, chuyện này không bình thường. Còn nữa, anh có thể bắt được Higashi Inu Heshiro thì sẽ có cách khống chế thần trí của hắn ta, tôi nói đúng chứ? Ngô Bình, có thể thích nói gì thì nói nhưng trước khi nói phải có bằng chứng. Bằng chứng sao? Đương nhiên là có rồi. Hắn A vỗ tay. Lập tức có người đưa Chu Ngạo Quân đến trước mặt họ. Ngô Bình nhìn thấy Chu Ngạo Quân nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, còn cô ta thì lại cúi gầm mặt xuống. Chu Ngạo Quân, cô hãy nói cho tôi biết, có phải cậu Ngô này đã lấy được một món đồ từ trên người Higashi Inu Heshiro không? Đúng vậy, Chu Ngạo Quân khế trả lời. Ngô Khả Kỳ gật đầu, hỏi, đấy là thứ gì? Bảo Ngọc Tiên Truyền, Chu Ngạo Quân nói. Người đàn ông đó nhìn sang Ngô Bình, cậu Ngô, thế này có xem là bằng chứng không? Ngô Bình cười lạnh lùng, dùng cách này mà cũng muốn lừa được tôi sao? Cậu nói xong thì đá Chu Ngạo Quân đó bay ra xa, cô ta hét lên đau đớn, sau khi rơi xuống đất thì biến thành một người phụ nữ ngoài 30 với một bức họa trùm trên người. Ngô Khả Kỳ giận dữ, vẻ mặt rất khó coi, nói cậu Ngô, dám làm người của tôi bị thương sao? Ngô Bình liếc hẳn ta. Nói, dù là anh thì tôi cũng vẫn đánh vậy thôi. Ngô Khả Kỳ giận dữ, nói, vậy thử xem. Ngô Bình không nói gì, giơ tay đấm một cái, 3.000 quyền ảnh đồng thời xuất hiện, khóa chặt mọi đường lui của Ngô Khả Kỳ. Ngô Khả Kỳ ôm tay trước ngực, một tấm chắn sáng vàng kim liền xuất hiện bên ngoài cơ thể, 3.000 quyền ảnh đập lên trên tấm chắn, mặt Ngô Khả Kỳ tái nhợt, hắn ta hộc máu. Ngô Bình hừ một tiếng lạnh lùng. Đao xương thiên tai xuất hiện trong lòng bàn tay cậu giơ tay lên, đao lại phóng ra.
Keng. Sức sát thương của đao xương thiên tai rất đáng sợ, mới chém xuống một đao thì tấm chắn đã nát vụn, Ngô Khả Kỳ té ngồi xuống đất, hét lên với vẻ mặt kinh hoàng, tha mạng. Đao xương thiên tai kề lên cổ Ngô Khả Kỳ, Ngô Bình lạnh lùng hỏi, bây giờ anh nghĩ tôi có dám giết anh không? Ngô Khả Kỳ không ngờ thực lực của Ngô Bình lại đáng sợ đến thế, hắn ta thở dài, nói, tôi nhận thua, là tôi đã đánh giá thấp cậu Ngô. Ngô Bình, Tuần Thiên Tê là do anh quản lý sao? Ngô Khả Kỳ, tôi là quan tam phẩm phụ trách tỉnh bảy tỉnh phía Bắc của Tuần Thiên Tỷ. Là ai bảo anh điều tra tôi? Ngô Bình gạn hỏi. Ngô Khả Kỳ, là tôi cảm thấy cậu Ngô đáng ngờ. Ngô Bình cười khẩy, nói chuyện cần có chứng cứ, không có chứng cứ thì đừng nói bậy, nếu không thì dễ rước họa vào thân lắm. Ngô Khả Kỳ thở dài, nói, Ngô thống lĩnh dậy phải. Ngô Bình nhìn hắn ta chằm chằm, anh biết tôi là ai sao? Ngô Khả Kỳ, thống lĩnh trại thị vệ dưới trướng Đông Vương, đệ tử tinh anh của Liên Sơn Tông. Ngô Bình, đã biết thân phận của tôi mà còn dám nhằm vào tôi, lá gan của anh to đấy. Ngô Khả Kỳ nhìn Ngô Bình, nói, chỗ dựa của Tuần Thiên Ti cũng không phải nhỏ. Anh em của ông chủ chúng tôi là con rể của nhà họ Hoa, thế gia thiên niên, nhà họ Hoa có rất nhiều cao thủ, còn có cao thủ đạo cảnh làm chỗ dựa, dù là đại hạ thì cũng không là gì với nhà họ Hoa. Ngô Bình, chỉ là một tên ở rể thôi, có gì lớn lao đâu. Ngô Khả Kỳ không dám phản bác, nói chuyện hôm nay là do tôi không đúng, xin Ngô thống lĩnh bỏ qua. Ngô Bình, cút đi, lần sau dám xuất hiện trước mặt tôi thì nhất định tôi sẽ lấy mạng chó của anh. Ngô Khả Kỳ liền dẫn người bỏ đi, không dám ở lại thêm giây phút nào nữa. Ngô Bình nhìn theo hắn ta, cười lạnh một cái rồi một bóng dáng trên mặt đất bám theo hắn ta. Mấy người Ngô Khả Kỳ điên cuồng chạy ra xa, sau đó leo lên một chiếc xe mau chóng rời đi. Đến khi chiếc xe lên cao tốc, Ngô Khả Kỳ mới thở phào. Nhẹ nhõm, mấy tên thuộc hạ bên cạnh hẳn cũng cảm thấy như vậy. Một tên thuộc hạ nói, xếp Ngô, không ngờ người này lại khó giải quyết như vậy, chúng ta suýt chút nữa đã chết trong tay hẳn rồi. Ngô Khả Kỳ vẫn còn sợ hãi trong lòng, bọn họ đều biết Ngô Bình lợi hại. Nhưng tu vi Ngô Khả Kỳ vượt trội hơn nhiều so với đối phương, hơn nữa đầu óc lại có nhiều chiêu trò, kết quả đều chưa kịp dùng đến. Người này quá đáng sợ, hắn căn bản không cho chúng ta cơ hội ra tay. Lúc đó, cả người tôi như khúc cây vậy, thân thể không bị ý thức khống chế, quá đáng sợ. Đến giờ tôi vẫn không hiểu, sao hắn làm được như vậy. Thuộc hạ kia nói, sếp, chúng ta nên làm gì đây? Bây giờ tôi càng nghi ngờ là hắn có được thứ đồ kia, đáng tiếc là không có chứng cứ. Đây là nhiệm vụ bên trên giao xuống, nếu như không hoàn thành thì Từ Lăng Quang nhất định sẽ nhúng tay vào. Hẳn đã ngấp nghé vị trí người đứng đầu bảy tỉnh phía Bắc này từ lâu rồi, lần này tuyệt đối không thể để hẳn ra tay. Ngô Khả Kỳ nhíu mày, nói chuyện tôi có thể nghĩ đến, chắc chắn Từ Lăng Quang cũng sẽ nghĩ đến, chẳng qua chỉ là chúng ta ra tay nhanh hơn mà thôi. Thuộc hạ kia nói, sếp. Ý anh là, sau này Từ Lăng Quang sẽ ra tay sao? Ngô Khả Kỳ cười lạnh, tên Ngô Bình này rất đáng sợ, Từ Lăng Quang chắc chắn không chiếm được chỗ tốt, Ngô Bình có thể giết chết hẳn là tốt nhất. Chiếc xe chạy đến một trang viên, một mình Ngô Khả Kỳ xuống xe, đi vào bên trong, xuyên qua hoa viên, phòng khách, hẳn đi thẳng đến viện sau, gõ cửa sau đó đẩy cửa bước vào. Trong phòng có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi, hẳn đang ngồi trên ghế hút thuốc. Nhả ra làn khói bay thẳng lên trần nhà, sau đó ngưng tụ thành một đóa sen. Chủ nhân, Ngô Khả Kỳ quỳ xuống, vô cùng kính cẩn nói. Người đàn ông trẻ tuổi kia chẳng buồn nhìn hắn, hỏi tìm được người rồi. Ngô Khả Kỳ cúi thấp đầu, nói tìm được rồi. Không ngờ thực lực hẳn lại rất mạnh, thủ đoạn tà môn, tôi bỗng chốc bị hẳn khống chế, suýt nữa đã mất mạng. Nếu không phải nể mặt Tuần Tiên Tỷ thì hắn cũng sẽ không thả tôi rời đi. Người đàn ông trẻ tuổi nói, có thể trở thành đệ tử tinh anh của tông môn hạng nhất, thực lực đương nhiên không yếu rồi. Nhưng hẳn có thể dọa anh sợ đến thế này, thì cũng khiến tôi bất ngờ. Ngô Khả Kỳ, tôi rất hổ thẹn. Không phải lỗi của anh, là hắn quá mạnh. Người đàn ông trẻ tuổi ngẫm nghĩ mấy giây rồi nói, hẳn vẫn đang ở đó sao? Ngô Khả Kỳ, có lẽ không còn ở đó rồi. Anh đang tìm tôi sao? Đột nhiên, ngoài cửa chợt xuất hiện bóng người, chính là Ngô Bình. Nhìn thấy Ngô Bình, Ngô Khả Kỳ biến sắc, theo bản năng. Vươn tay sang hông, lúc này Ngô Khả Kỳ nhìn cậu, tay lại chậm chậm buông xuống,
lạnh lùng nói, anh đi theo tôi. Ngô Bình lại chẳng buồn nhìn hẳn, ánh mắt nhìn người đàn ông trẻ tuổi, nói, vừa nhìn đã thấy anh không giống người làm chủ rồi, tôi đoán sau lưng chắc chắn có một người khác, cho nên mới đi theo nhìn xem. Người đàn ông trẻ tuổi đứng dậy, cười nói, không hổ là đệ tử tinh anh, tâm tư kín đáo. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Thanh Lân, là thế tử thế gia hoàng kim hạng nhất. Thế gia hoàng kim hạng nhất tương đương với nhóm đứng cao nhất trong tông môn hạng nhất, thực rất cực kỳ mạnh, Liên Sơn Tông cũng không thể so được. Vẻ mặt Ngô Bình không chút gợn sóng, cậu nói, thì ra xuất thân từ thế gia hoàng kim, chẳng trách lại bình tĩnh như vậy. Thanh Lân cười nói, tôi đến nơi này chưa bao lâu, Ngô Khả Kỳ là một người làm mà tôi nhận vào. Anh đánh người của tôi, món nợ này tính thế nào? Ngô Bình, tìm tôi tính nợ, chỉ dựa vào anh. Sắc mặt Thanh Lân lạnh lùng, không phải tôi coi thường Liên Sơn Tông anh, mà ở trước mặt nhà họ Thanh tôi, Liên Sơn Tông chẳng đáng để xách giày. Thanh Lân còn chưa nói hết câu, đầu đã bị Ngô Bình ấn xuống mặt đất, cả gương mặt cọ vào từng mảnh vỡ xi măng dưới đất. Đến khi đầu hắn lại bị Ngô Bình kéo lên thì gương mặt đã thay đổi hoàn toàn, máu tươi đầm đìa. Anh dám ra tay với tôi, Thanh Lân vừa kinh ngạc vừa tức giận, âm thanh trở nên bén nhọn. Ngô Bình cười lạnh, tôi không chỉ không dám ra tay với anh, mà tôi còn dám giết chết anh. Nhưng trước khi anh chết, tôi đưa anh đi gặp một người đã. Nói rồi, cậu và Thanh Lân đã biến mất trên không, để lại Ngô Khả Kỳ ngơ ngác tại chỗ. Người này lại dám động đến thế tử Thanh, cậu không sợ thế gia hoàng kim hạng nhất báo. Thù sao? Đầu óc Thanh Lân trống rỗng, đến khi hắn tỉnh táo lại thì đã đến Sơn Trang Hoàng Long, bị Ngô Bình ném xuống đất. Anh Ngô, anh đã về rồi. Trong phòng khách, Mao Thiết đi đến, trên vai cậu ta còn có một bàn tay nằm trên đó, chính là Trương Huyền Bạch. Mao Thiết hiện tại chính là người đại diện nói chuyện thay cho Trương Huyền Bạch, hai người chung sống với nhau mấy người, Trương Huyền Bạch đã trực tiếp thông qua Mao Thiết để giao tiếp với người khác. Anh ta vốn định mấy ngày trước đã đi rồi, quay về nhà họ Trương, nhưng mấy hôm nay ở Sơn Trang Hoàng Long khá vui vẻ, nên cũng không vội quay về. Thanh Long lạnh lùng nói, nhà họ Thanh tôi nhất định sẽ tiêu diệt toàn môn của anh, Chu Di cửu tộc anh. Sau đó khiến anh muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Ngô Bình đành chịu nói, anh Trương, nhìn thấy rồi chứ? Có người muốn Chu Di cửu tộc tôi, bây giờ tôi rất sợ đấy. Trương Huyền Bạch cười lạnh, người nào mà có khẩu khí lớn vậy? Thanh Lân tức giận ni hạng nhất, Thanh Lân. Tôi là thế tử thế gia Hoàng Kim. Nhà họ Thanh, Trương Huyền Bạch như có chút ấn tượng, năm đó nhà họ Thanh có con gái gả đến nhà họ Trương tôi, nhà họ Thanh cũng nhờ đó mà từ một thế gia Thanh Đồng một bước trở thành thế gia Hoàng Kim. Anh chính là thế tử nhà họ Thanh đó sao? Nghe thấy lời này, Thanh Lân ngây người, hắn nhìn Mao Thiết run giọng hỏi, anh là ai? Thế tử nhà họ Trương, Trương Huyền Bạch, hắn lạnh nhạt nói, có lẽ anh từng nghe đến tôi rồi. Thanh Lân quỳ mạnh xuống đất, tiểu nhân Thanh Lân, bái kiến thế tử. Nhà họ Trương là thế gia vạn năm, căn cơ thâm sâu, cho dù có 1000 nhà họ Thanh cũng không thể so sánh nổi. Chính vì như vậy, nhà họ Thanh mới có thể dựa vào một cô con gái gả vào nhà họ Trương mà mau chóng vùng lên, một bước trở thành thế gia Hoàng Kim. Trương Huyền Bạch cười lạnh nói, anh Ngô có ơn cứu mạng tôi, anh lại dám đối phó với anh ấy, đúng là chán sống. Thanh Lân sợ hãi mất hồn mất vía, run giọng nói, tôi biết sai rồi, mong cậu khai ân. Ngô Bình cười nói với Trương Huyền Bạch, tôi là đệ tử Liên Sơn Tông, hẳn lại dùng thân phận thế tử thế gia Hoàng Kim hạng nhất chèn ép tôi chỉ đành đưa hắn đến gặp anh Trương thôi. Trương Huyền Bạch nói, thế gia Hoàng Kim hạng nhất gì chứ, trước mặt tôi cũng chả là cái thá gì. Thanh Lân vội nói thế tử bớt giận. Vâng vâng, tôi không phải là thá gì cả. Trương Huyền Bạch nói với Ngô Bình, anh Ngô, anh cứ tùy ý giải quyết hẳn, giết chết cũng không sao. Ngô Bình nói, thôi vậy, tôi và hắn cũng không thù oán gì, trước cứ hỏi hẳn vài câu đã. Thanh Lân vội nói, cậu Ngô cứ hỏi, Ngô Bình, là anh bảo Ngô Khả Kỳ điều tra tôi sao? Thanh Lân nói, không phải Ngô Khả Kỳ nói với tôi, cậu Ngô có khả năng lấy được thứ đồ kia. Tuy hẳn không chắc chắn, nhưng tôi cũng muốn có được thứ đồ kia, vì thế bảo hắn đi điều tra, không ngờ lại xung đột với cậu, tôi đáng chết, mong cậu thứ tội. Ngô Bình gật đầu, tôi không giết anh, nhưng anh phải giúp tôi làm vài chuyện. Thanh Lân lập tức thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói, vâng, tôi nhất định sẽ dốc sức làm. Ngô Bình, thứ nhất,
anh tuyên bố với bên ngoài, bảo bối trên người ninja đông doanh kia đã bị anh đoạt được. Anh là thế tử thế gia hoàng kim hạng nhất, dù người khác có biết cũng không dám làm gì anh. Thanh Lân ngẫm nghĩ, lập tức nói, vâng, tôi nhất định sẽ làm theo. Ngô Bình, thứ hai, tôi cho anh một cơ hội gần gũi với thế tử Trương Huyền Bạch, hộ tống anh ấy về nhà họ Trương. Hai mắt Thanh Lân sáng rực, vội nói, tôi nguyện ý. Ngô Bình, nhưng trước khi xuất phát, tôi phải dùng cấm chế lên người anh. Trên đường đi, chỉ cần anh dám gây chuyện với anh Trương, tôi lập tức sẽ khiến anh chết ngay tại chỗ. Thanh Lân giật mình trong lòng, nhưng nghĩ đến chuyện có thể thân cận với Trương Huyền Bạch, hắn căn răng nói, tôi nguyện ý chấp nhận cấm chế. Ngô Bình gật đầu, tốt lắm, xem ra anh là người thông minh. Trương Huyền Bạch nói, anh Ngô bảo anh ta đưa tôi quay về. Ngô Bình gật đầu, người này biết anh, cũng biết nhà họ Trương, để anh ta đưa anh quay về là thích hợp nhất. Hơn nữa tôi cũng dùng cấm chế nằm giữ sinh mạng anh ta cũng không dám gây ra chuyện gì với anh. Trương Huyền Bạch gật đầu, cũng được, với thân phận thế tử của anh ta, càng dễ gặp cha tôi hơn. Ngô Bình, sau khi anh Trương về nhà thì mau chóng báo. Cho tôi biết. Trương Huyền Bạch, được, anh Ngô cứ yên tâm. Ngô Bình nhìn Thanh Lân, nói, anh nên biết, đây là cơ hội được bay cao của nhà họ Thanh Anh. Hơn nữa tuy anh là thế tử, nhưng áp lực chắc chắn rất lớn. Thanh Lân căng thẳng trong lòng, quả thực, hiện tại áp lực lớn nhất hắn phải đối mặt, là một người anh em cùng cha khác mẹ của hắn bỗng nhiên quật khởi, đối với người đã được chọn làm thế tử thì cha cũng có chút dao động. Hắn có cảm giác, nếu hắn không thay đổi gì, thì e rằng rất khó giữ được vị trí thế tử. Trước mắt, nếu hắn ôm chặt đùi lớn Trương Huyền Bạch thì vị trí thế tử kia sẽ vững như núi Thái Sơn. Tôi đã hiểu, Thanh Lân vội nói. Anh chuẩn bị đi, hai tiếng sau sẽ xuất phát. Đầu tiên Thanh Lân cho người tuyên bố trước, bảo Ngọc Tiên Truyền kia hắn đã đoạt được, sau đó lại liên lạc trước với Tâm Phúc trong gia tộc, bảo bọn họ chuẩn bị trước mọi thứ cho tốt. Hai tiếng sau, tại trang viên của Thanh Lân, Ngô Bình tự mình đến tiễn. Để thuận tiện, Mao Thiết cũng được đưa đi, anh ta tiếp tục trở thành người truyền lời thay cho Trương Huyền Bạch. Anh Trương, hy vọng chúng ta có thể sớm gặp lại. Ngô Bình cười nói. Trương Huyền Bạch, anh Ngô, đợi tôi khôi phục lại, sẽ gặp lại anh. Tạm biệt. Nói xong, bọn họ đi vào trong truyền tống trận đơn giản. Truyền tống trận này chỉ có thể dùng được một lần, sau khi dùng thì sẽ không còn giá trị. Lúc này, pháp trận phát sáng, mộ sáng phóng thẳng. Lên trời, sau đó mấy người họ đã biến mất. Lúc này, ngoài viện có nhóm người Ngô Khả Kỳ đang đứng. Ngô Khả Kỳ là thuộc hạ của Thanh Lân, mà hắn vừa nhận được lệnh, sau này phải nghe theo lệnh của Ngô Bình, phải kính cẩn hơn cả đối với hẳn. Ngô Khả Kỳ là người có mắt nhìn, hắn vội nói, cậu Ngô, thế tử Thanh Lân quay về rồi. Ngô Bình ừ một tiếng, từ lăng quang lúc trước anh nhắc đến, hắn là ai? Ngô Khả Kỳ, người này là người phụ trách công việc của ba tỉnh trong tuần tiên ti, thấp hơn tôi nửa cấp, nhưng làm việc không cần thông qua đồng ý của tôi. Ngô Bình, hẳn đe dọa đến anh sao? Ngô Khả Kỳ, dạo này danh tiếng hẳn đang nổi bật, làm rất nhiều vụ lớn. Ngô Bình, Thanh Lân bảo anh sau này nghe theo lệnh của tôi, anh có gì muốn nói không? Ngô Khả Kỳ vội nói, tôi nhất định sẽ làm phục vụ cậu Ngô thật tốt. Ngô Bình, tốt lắm, nếu anh nghe lời, tôi cũng có thể giúp anh. Ngô Khả Kỳ giật mình trong lòng, nói, cậu Ngô, trước mắt tôi có gặp một chuyện rắc rối. Ngô Bình, ồ, rắc rối gì? Ngô Khả Kỳ, lúc trước Từ Lăng Quang lập ra một chỉ cục, khiến tôi đắc tội với Cửu Ứng Thiên, người đứng đầu Lục Lâm Đạo của tỉnh Bắc Thất. Cửu Ứng Thiên của hai cao thủ dưới trướng mình muốn đến lấy mạng của tôi. Ngô Bình, người của Lục Lâm Đạo, lại dám đối đầu với Tuần Tiên Tê. Ngô Khả Kỳ cười khổ, vốn dĩ là không dám, nhưng sau lưng có Từ Lăng Quang trợ giúp. Nếu Cửu Ứng Thiên giết tôi, không những không bị truy cứu, mà trái lại còn trở thành bạn bè với chủ nhân mới của Tuần Tiên Tỷ tỉnh Bắc Thất. Ngô Bình nói như vậy, vấn đề thực sự không nằm trên người Cửu Ứng Thiên, mà là trên người Từ Lăng Quang. Vậy hẳn dựa vào đâu muốn đối đầu với anh? Ngô Khả Kỳ, tư chất Từ Lăng Quang rất tốt, quan hệ với ông chủ lớn Tuần Tiên Tê cũng tốt hơn chút, nên... Cho nên ông chủ lớn của bọn họ sớm cũng đã muốn đổi anh rồi. Ngô Bình nhìn hẳn. Ngô Khả Kỳ bất đắc dĩ gật đầu. Vì vậy cho dù anh có giải quyết được rắc rối này, thì về sau sẽ càng có nhiều rắc rối xuất hiện hơn. Theo tôi thấy, so với bị động phòng bị,
thì chỉ băng chủ động tấn công đi. Ngô Khả Kỳ ngây người, ý của cậu Ngô là? Ngô Bình hỏi hắn, theo tôi thấy, sở dĩ ông chủ lớn của anh bảo hẳn tranh chấp với anh, nguyên nhân căn bản là năng lực nghiệp vụ của anh không bãng Từ Lăng Quang. Chỉ cần anh làm việc tốt, thì tự nhiên Từ Lăng Quang cũng không còn là mối đe dọa của anh nữa. Ngô Khả Kỳ cũng bất đắc dĩ, nói cậu Ngô nói đúng. Quả thực Từ Lăng Quang rất có năng lực, mấy năm nay làm không ít vụ hoàn hảo. Ngô Bình, vậy anh cứ làm một vụ lớn hơn, để ông chủ lớn nhìn anh với ánh mắt khác. Ngô Khả Kỳ chợt ngây người, vụ lớn hơn. Trong đầu hẳn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nói, 5 năm trước, tỉnh Bắc Thất xảy ra vụ án mất tích liên hoàn, người mất tích đều là các cô gái từ 14 đến 16 tuổi. Vì tổng số người mất tích vượt hơn 10.000 người, nên toàn nước chấn động, hoàng đế hạ lệnh nghiêm tra, Tuần Tiên tỷ chúng tôi là cơ quan điều tra chủ yếu. Nhưng 3 năm trôi qua, cuối cùng cũng không tra được gì. Ngô Bình, vụ án này rất quan trọng với Tuần Tiên tê sao? Ngô Khả Kỳ, đương nhiên rồi. Ông chủ lớn của chúng tôi vốn có thể tiến lên một bậc, nhưng vì không thể phá được vụ án này, chỉ đành tiếp tục ở lại Tuần Tiên tê. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, vậy thì làm vụ này đi. Chỉ cần hoàn thành vụ án này, bất kỳ ai cũng không thể uy hiếp được anh. Ngô Khả Kỳ cười khổ, cậu Ngô, vụ án ngay cả ông chủ lớn cũng không thể phá được, sao tôi có thể hoàn thành chứ? Ngô Bình, bây giờ anh lấy hồ sơ đế, tôi xem trước thử. Nói không chừng, tôi có thể giúp được anh. Ngô Khả Kỳ vui mừng, vội nói, được, cậu Ngô đợi một lát. Không lâu sau, Ngô Khả Kỳ đã chuyển hồ sơ điện tử, Ngô Bình ngồi xem trước máy tính. Cậu phát hiện, toàn bộ các cô gái mất tích đều có một đặc điểm chung. Đều sinh ra vào tiết xuân phân, tuổi tác không quá 16, người sinh ra cùng một ngày, cả nước cộng lại cũng hơn 1.000 người, nếu từ 14 đến 16 tuổi, vậy thì có đến mấy trăm nghìn người. Trong mấy trăm nghìn người, có hơn 10.000 người mất tích, đây chắc chắn là chuyện rất kinh khủng. Sau đó, cậu lại phát hiện điểm chung thứ hai, địa điểm xuất hiện của các cô gái mất tích có thể nối thành một đường nối liền không ít thành phố trong tỉnh Bắc Thất. Ngô Bình nghi ngờ, có một người hoặc một tổ chức. Bắt đầu từ một thành phố, đã bắt cóc từng cô gái mà họ cần. Cậu nói, 3 năm trước, tôi căn bản không biết có vụ án lớn này xảy ra, xem ra bên trên đã phong tỏa tin tức. Ngô Khả Kỳ, đúng vậy, nhưng phong tỏa cũng không nổi, dù sao người mất tích cũng quá nhiều. Dân chúng oán hận, vì thế hoàng đế bệ hạ giận tím mặt, giết chết không ít quan viên phụ trách trị an ở địa phương đó. Ngô Bình, dạo này còn có cô gái nào mất tích không? Ngô Khả Kỳ lắc đập. Lẻ tẻ, nhưng các cô gái từ 14 đến 16, sinh vào tiết xuân phân thì chưa từng thấy có báo cáo. Thật ra vẫn luôn có mấy vụ mất tích. Ngô Bình hỏi, vụ án xảy ra gần đây nhất là ở đâu? Ngô Khả Kỳ nói, không phải ở tỉnh Bắc Thất, là ở tỉnh Giang Nam ML. Ngô Bình nhíu mày, bọn họ đã bắt đầu bắt người ở Giang Nam rồi. Ngô Khả Kỳ, đúng vậy, nhưng cường độ rõ ràng không cao như trước. Mỗi ngày cũng có mấy người mất tích, chứ không giống như lúc trước ở Bắc Thất, một ngày phải có mấy chục, mấy trăm người mất tích. Ngô Bình nghĩ đến địa điểm vụ án một tháng gần đâu, cậu phát hiện địa điểm các vụ án đều phân tán, không có quy. Luật cụ thể, xem ra có lẽ đối phương là gây án tùy ý. Ngô Bình, mỗi ngày đều có mấy người mất tích, nói như vậy hôm nay sẽ có người báo án. Ngô Khả Kỳ, có lẽ vậy. Ngô Bình, bây giờ anh đưa cho tôi vụ án mới nhất. Tôi và anh cùng điều tra vụ án này. Ngô Khả Kỳ lập tức gọi điện, nói với Ngô Bình ngay, cậu Ngô, mấy phút trước, Hổ Thành có người báo án. Một cô gái chừng 15 xảy ra chuyện. Cũng sinh vào tiết xuân phân. Ngô Bình, anh bảo bọn họ giữ người báo án lại, chúng ta qua ngay. Không lâu sau, hai bóng người từ trên trời đáp xuống, xuất hiện trước nha môn. Lúc này, một cặp vợ chồng trung niên đang tiếp nhận tra hỏi, bọn họ đều đang lo lắng. Người phụ nữ không ngừng rơi nước máy. Ngô Khả Kỳ vừa đến đã bảo nhân viên tra hỏi đi ra, anh ta mời Ngô Bình ngồi xuống, nói, mọi người đừng lo lắng, bên trường rất coi trọng vụ án của mọi người, chúng tôi là nhân viên phụ trách vụ án này, đây là cậu Ngô. Hai người có chuyện gì đều có thể nói với anh ấy. Ngô Bình lấy ghi chép ra đơn giản nhìn một lát rồi hỏi, ông họ gì? Tôi họ Vương. Ông Vương, trên ghi chép có nói. Con gái ông tắm vào một tiếng trước, mà hai người đều nghe thấy tiếng động cô ấy tắm rửa. Nhưng qua chừng 20 phút sau thì bên trong lại yên tĩnh, hơn nữa không có ai đáp lại.
mở cửa phòng tắm ra, kết quả người không thấy đâu. Ông Vương vội vàng gật đầu, đúng vậy. Ngô Bình, cũng có nghĩa, từ khi con gái hai người mất tích đến hiện tại mới khoảng chừng một tiếng. Ừ, đúng. Ngô Bình, trên người hai vị có thứ gì như tóc của con gái hai người không? Chỉ cần trên người thì đều được. Bà Vương ngẫm nghĩ, lấy một cái lược từ trong túi, nói, lược con gái tôi dùng, bên trên có tóc của con bé. Ngô Bình nhận chiếc lược, sao bà lại đem theo lược bên người? Bà Vương, chúng tôi cầm đến, là nghĩ nhỡ đâu cần kiểm tra gen gì đó, có lẽ sẽ dùng được. Rõ ràng, cặp vợ chồng này đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Ngô Bình gật đầu, được, hai người quay về đợi tin tức đi, chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức tìm được con gái hai người. Tiến cặp vợ chồng này về, Ngô Bình lập tức vẽ một trận đồ xuống đất, sau đó lấy tóc đặt vào bên trong, niệm chú. Cậu đang niệm một loại chú ngữ cảm ứng, có thể thông qua da tóc của người sẽ cảm nhận được phương hướng hơi thở của người sống. Thấy Ngô Bình làm như vậy, Ngô Khả Kỳ vội nói, cậu Ngô, lúc trước chúng tôi cũng từng thử rất nhiều cách như vậy, tuy cũng có cảm ứng được, nhưng cuối cùng đều không thu hoạch được gì. Ngô Bình, thử xem sao. Anh ở đây đợi tin tức, tôi đi điều tra xem. Nói xong, cậu bèn bay về phương hướng trước đó vừa cảm nhận được. Sau khi bay lên không trung, thân niệm Ngô Bình mở rộng, bao phủ phạm vi cả trăm dặm xung quanh. Bay một hồi, Nhàn Tướng Quốc bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, ông ta cười nói, cậu Ngô, cậu đến Hổ Thành khi nào vậy? Ngô Bình nói ngắn gọn, ông Nhan, tôi đến đây xử lý vụ án. Gần đây có người bắt cóc các cô gái trẻ, trước mắt thì anh ta đang gây án ở Hổ Thành. Nhan Tướng Quốc tức giận nói, tôi nói mà sao dạo này cứ có người mất tích, chuyện này nhà họ Nhan tôi không thể ngồi không mà nhìn được. Cậu có cần nhà họ Nhan tôi làm gì, cứ dặn dò. Ngô Bình, tạm thời không cần. Ông Nhan cứ về nhà đợi tin, nếu có phát hiện gì, tôi sẽ báo với nhà họ Nhan biết ngay. Được. Tạm biệt Nhan Tướng Quốc, Ngô Bình bay đi chừng trăm dặm, đến một trấn nhỏ. Theo cậu cảm nhận được, cô gái mất tích kia có lẽ đang ở quanh trấn nhỏ này chừng mấy chục dặm. Thế nhưng, thần niệm cậu tìm kiếm khắp nơi, lại không phát hiện được cô gái mất tích kia. Kỳ lạ, chẳng lẽ người đã di chuyển rồi sao, hoặc là đã chết rồi. Cậu có phần không cam lòng, nếu cậu đã nhận chuyện này thì nhất định phải tìm được hung thủ. Tìm kiếm trong không trung chừng mười mấy phút, cậu đáp xuống đường dưới trấn nhỏ. Một con đường quốc lộ xuyên qua trấn nhỏ, hai bên đủ các quầy hàng bày bán. Cậu tìm một quầy đồ ăn nhẹ, muốn mua ít thức ăn, lấy rượu mình tự chuẩn bị ra uống hai chén. Ông chủ là một người đàn ông chừng 40, rất biết cách nói chuyện. Ông chủ có từng nghe nói, dạo này có rất nhiều cô gái nhỏ mất tích không? Cậu cố dẫn dắt. Ông chủ nói, chỗ chúng tôi không có, nhưng nghe nói trong khu vực nội thành có người mất con gái. Chậc, thói đời gì vậy chứ? Ngô Bình, ông chủ, hôm nay trên trấn có người nào đặc biệt đến không? Ông chủ liếc nhìn cậu, cười hỏi, người đặc biệt là thế nào? Ngô Bình, chính là trông rất thần bí, ra tay rất rộng rãi. Ông chủ ngẫm nghĩ, nói, đúng là có thật. Trên trấn chúng tôi, có một khu nhà nghỉ rất mắc, là một biệt thự tư nhân xây dựng, ở một đêm tốn đến 1.500 tệ. Biệt thự trang trí không tệ, nhưng một tháng không có mấy người đến ở. Nhưng mấy người kia lại dứt khoát đặt ba đêm, đến chỗ siêu thị trấn chúng tôi mua đồ cũng không trả giả. Muốn bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Ngô Bình giật mình trong lòng, bọn họ có mấy người. Không rõ nữa, lái một chiếc xe thương vụ màu đen, không nhìn rõ bên trong mấy người. Mỗi lần đều là hai người xuống xe mua đồ. Đúng rồi, bọn họ còn mua đồ dùng hàng ngày ở siêu thị kế bên tôi nữa. Ông chủ và tôi rất thân, ông ta nói hai người kia mua đồ đến tiền thối cũng không cần. Ngô Bình, khu nhà nghỉ kia ở đây, cách xa chỗ này không? Ông chủ chỉ về ngọn núi nhỏ đối diện, nói chính là giữa sườn núi kia, rất yên tĩnh, chỉ là buổi tối ở thì hơi sợ. Ngô Bình gật đầu, vậy không tệ, có thời gian tôi cũng đến ở một đêm. Ăn xong, Ngô Bình để lại 200 tệ, ông chủ muốn thối tiền, cậu lại xua tay nói không cần. Phía trên trấn nhỏ có một ngọn núi nhỏ không tên, giữa sườn núi xây một biệt thự, bên trên có 3 tầng, phía dưới 1 tầng. Xung quanh biệt thự còn có một hoa viên nhỏ. Hoàn cảnh cũng không tệ. Bỗng chốc, Ngô Bình xuất hiện trên đỉnh biệt thự. Cậu quan sát xung quanh, phát hiện có người đang bày bố pháp trận xung quanh biệt thự, pháp. Trận có thể ngăn cách thần niệm, chẳng trách cậu không thể phát hiện được nơi này.
Lúc này, cậu nhìn thấy có người đến sân viện, ném mấy bịch rác vào thùng rác. Dưới ánh trăng, bóng dáng anh ta rất rõ ràng, Ngô Bình nhẹ nhàng điểm tay. Một luồng quang ảnh bay vào cái bóng của đối phương, người này lập tức sững người. Mấy giây sau, anh ta bèn đi ra ngoài. Đến sau một tảng đá lớn, anh ta nhìn thấy Ngô Bình. Người này đã bị Ngô Bình khống chế, bị con rối chiếm hữu. Anh tên gì? Dương Tam Bảo. Dương Tam Bảo, trong biệt thự có mấy người? 35 người. Có mấy cô gái trẻ? 19. Mấy cô gái đến từ đâu? Là do chúng tôi bắt được từ khắp nơi đến. Tại sao lại bắt bọn họ, cậu tiếp tục hỏi. Không biết, chúng tôi chỉ là làm theo lệnh, sau khi bắt đủ 20 thì bên trên sẽ cử người đến, đưa các cô gái đi. Ngô Bình vỗ vai anh ta, anh quay về đi. Sau đó, Ngô Bình canh giữ ở một rừng cây nhỏ cách biệt thự không xa, lúc nào cũng chú ý đến chỗ này. Trời tối nhanh chóng, lại có một chiếc xe chạy đến biệt thự. Ngô Bình nhìn thấy rõ ràng, đám người này kéo một chiếc vali lớn từ trên xe xuống, bên trong dường như có người. Cậu chưa hành động, tiếp tục đợi. Đợi đến 2 giờ rưỡi sáng sớm hôm sau, cuối cùng cũng có một bóng người đáp xuống sân viện. Người bên trong biệt thự lập tức xuất hiện, bọn họ đặt 20 vali lớn bên trong sân. Ngày thứ 3, người đến mặc bộ quần áo màu đen, tu vi có lẽ là bí cảnh tầng 3, hỏi, đáp ứng đủ điều kiện chứ? Sứ giả cứ yên tâm, hoàn toàn đáp ứng đủ, một người trong đó lên tiếng. Người này gật đầu, nói, được, tôi đưa người đi, các anh tiếp tục tìm người. Nói xong, anh ta vung tay, một màn xương đen bao phủ 20 chiếc vali bay lên, đi về hướng Tây Bắc. Qua một lúc, Ngô Bình âm thầm đi theo, một bóng đen bay sát mặt đất, tốc độ vừa vặn đuổi theo người áo đen. Ngô Bình đi theo chừng một tiếng đồng hồ, bóng đen kia mới dừng lại, đáp xuống trên sườn núi. Trông có vẻ như đang nghỉ ngơi, sau đó anh ta lấy một viên đan dược ra bỏ vào miệng, bổ sung thể lực. Nuốt đan dược xong, anh ta bỗng lên tiếng, ra đi, cứ ẩn nấp trong tối mãi không mệt sao. Anh ta nói xong, một người áo đen thấp lùn khác từ trong bóng tối đi ra, nói, hết cách rồi, đây là quy định bên trên. Nếu chúng tôi không làm theo sẽ bị phạt tội. Người này nói, nơi này chỉ có hai chúng ta, không cần cẩn thận như vậy. Chậc, mục tiêu 36.000, còn thiếu hơn 20.000 nữa, không biết chúng ta còn phải cực khổ bao lâu nữa. Cực khổ cũng đáng giá. Một khi giáo chủ đại công hùng mạnh, thì ngay cả hoàng đế cũng phải e sợ ba phần. Đến lúc đó, chúng ta đều là công thần cả. Người áo đen thấp lùn đến sau nói. Hai người nói chuyện vài câu rồi lại tiếp tục lên đường. Lúc trời sáng, bọn họ tiến vào một khu rừng rậm ở Tây Bắc. Nơi này có một căn nhà lớn nằm sâu bên trong, bước vào căn nhà đã có mười mấy người xuất hiện chào đón, đưa 20 vali lớn kéo vào trong sảnh lớn. Ngô Bình âm thầm thả một con rối, lặng lẽ lẻn vào sảnh lớn. Cậu phát hiện, trong sảnh lớn có một cánh cửa ngầm, sau khi đi vào cửa ngầm sẽ tiến vào giữa lòng núi lớn. Trong lòng núi còn có hang động, không gian bên trong rất lớn. Con rối đi vào trong một đoạn thì thấy hai bên xuất hiện rất nhiều thạch động, trong từng thạch động đều có mười mấy cô gái. Mà những thạch động như vậy ít nhất cũng có hơn nghìn cái. Ngô Bình biết, lần này cậu đã tìm được hang ổ của đối phương. Chỉ là, cậu vẫn không rõ nơi này là chỗ nào. Vì thế cậu lẳng lặng rút lui, rời khỏi núi lớn, sau đó báo với Đông Vương trước. Hang ổ lớn như vậy, đương nhiên cậu không thể đưa hết toàn bộ cho Tuần Tiên Ti. Cậu và Đông Vương cũng muốn lấy một ít. Sau khi Đông Vương biết tin, thì ngạc nhiên nghi ngờ nói, cậu có thể tìm được nhanh chóng như vậy, chứng tỏ đám người kia cũng không khó tìm. Nhưng trên thực tế, bọn họ vẫn luôn bình yên vô sự, cậu không cảm thấy rất kỳ quái sao? Ngô Bình cũng cảm thấy nghi ngờ như vậy, bèn hỏi, ý Vương ra là, sau lưng thế lực này có chỗ dựa? Chỗ dựa rất lớn, Đông Vương nói từng câu từng chữ, Hạ Quốc lớn mạnh hơn cậu nghĩ nhiều. Cậu cảm thấy đại hạ sẽ khoan nhượng để chuyện này xảy ra hay sao? Nếu nó đã xảy ra rồi, thì chắc chắn không bình thường. Ngẫm nghĩ một lát, ông ta nói, Ngô Bình, chuyện này tạm thời đừng quản nữa, tôi sợ sẽ bất lợi cho cậu. Ngô Bình, Vương gia cũng không muốn nhúng tay sao? Đông Vương, có nhúng tay hay không, tôi phải điều tra trước rồi mới nói được. Bây giờ tôi đi gặp Hoàng đế bệ hạ, cậu đợi tin của tôi. Ngắt liên lạc. Ngô Bình chỉ đành trốn ở nơi xa đợi tin. Hơn một tiếng sau, cuối cùng Đông Vương cũng đã có tin tức.
mau chóng rời đi, chuyện này tuyệt đối không nhúng tay vào. Giọng điệu Đông Vương vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn có phần lo lắng. Ngô Bình nhíu mày, Vương gia, tôi có thể biết nguyên do không? Đông Vương im lặng mấy giây, cậu đến Vương phủ. Ngô Bình, được, tôi đến ngay. Giữa trưa, Ngô Bình đã xuất hiện trong Đông Vương phủ. Đông Vương đang đợi cậu trong phủ, người vừa đến đã được mời đến thư phòng. Đông Vương ra lệnh cho người làm lui xuống, đóng cửa sổ rồi mới thấp giọng nói, Ngô Bình, suýt nữa cậu gặp đại họa rồi. Ngô Bình nhíu mày, Vương gia, chẳng lẽ thế lực trên núi kia rất đáng sợ sao? Đông Vương, tôi hỏi Hoàng đế rồi. Tôi nói thuộc hạ mình tra được manh mối vụ án các cô gái mất tích, muốn bệ hạ cho người đến hỗ trợ tôi phá án. Nhưng cậu đoán xem Hoàng đế bệ hạ nói gì? Ngô Bình, ông ta nói gì? Bệ hạ nói, chuyện này có người phụ trách làm rồi, không cần tôi hỏi đến nữa. Hơn nữa còn bảo người của tôi cũng không cần tham gia, trách ảnh hưởng đến tiến độ vụ án. Như vậy chứng tỏ, bệ hạ cũng không hy vọng chúng ta điều tra đến kết quả. Mà thế lực có thể khiến bệ hạ ra quyết định như vậy, chỉ có thể là những thế lực vô cùng kinh khủng. Ông ta ngàng một lúc rồi nói tiếp, thật ra tôi cũng có nghe đồn từ trước. Vụ án sớm đã điều tra ra nhưng sau khi điều tra rõ chân tướng thì Hoàng đế đại hạ cũng không thể ngăn cản bọn họ. Ngô Bình cười lạnh, vậy cứ dương mắt nhìn nhiều cô gái vô tội bị hại như vậy sao? Đông Vương cười lạnh, nói câu khó nghe, đối với người ở trên cao mà nói, chết bao nhiêu người cũng chỉ là một con số. Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc thống trị, thì con số này có nhiều hơn nữa cũng không phải vấn đề, cậu hiểu không? Ngô Bình lạnh nhạt nói, Vương gia, nếu tôi đã biết đến chuyện này thì không thể không quản. Đông Vương nhìn cậu chằm chằm, cậu muốn chống lại mệnh lệnh của tôi. Ngô Bình cười nói, chuyện tôi muốn làm sắp tới, chỉ dùng danh nghĩa cá nhân tôi, không liên quan đến Vương gia. Chuyện này Hoàng đế không quản, tôi quản. Đông Vương khẽ thở dài. Nói cậu muốn làm gì, tôi không ngăn được. Nhưng tôi nhắc nhở cậu, bên trong chắc chắn có cao thủ thần thông cảnh. Cậu đi chuyến này, rất có khả năng không đường quay về, cậu phải nghĩ cho kỹ. Ngô Bình, cảm tạ Vương gia nhắc nhở. Đông Vương lấy ra một tấm bùa chú từ trong lòng, trên bùa có hơi thở đại đạo. Ông ta đưa tấm bùa cho Ngô Bình, nói, đây vốn là một món bảo bối bổn vương có được từ nhiều năm trước, là một lá bùa do cao thủ đạo cảnh luyện chế. Bùa này chỉ dùng được một lần, cậu phải dùng cẩn thận. Bùa này khi được dùng đến có thể đưa cậu ra xa đến nghìn dặm, giúp cậu thoát khỏi nguy hiểm. Tuy Đông Vương không hy vọng Ngô Bình không tham gia, nhưng trong lòng ông ta cũng không hy vọng Ngô Bình gặp chuyện, còn đưa cả lá bùa đạo cảnh quý giá để cậu bảo vệ tính mạng. Ngô Bình cũng không khách sáo, cậu nhận lấy lá bùa, ôm quyền nói, Vương gia, thuộc hạ đi đây. Nói xong, cậu hóa thành một luồng sáng, phóng lên trời. Sau khi Ngô Bình rời đi, một cô gái áo đỏ từ trong thư phòng đi ra, cô gái trông rất xinh đẹp, khoảng chừng 29. Phụ vương, tại sao cha không ngăn anh ta lại? Cô gái này chính là con gái của Đông Vương Đan Chu Nhi, vừa từ bên ngoài quay về Vương Phủ. Đông Vương, Ngô Bình là đệ tử tinh anh, cậu ấy có nguyên tắc làm việc của mình, cha nhất định phải tôn trọng lựa chọn của cậu ấy. Chỉ có như vậy. Sau này cậu ấy lớn mạnh rồi thì sẽ tôn trọng ông chủ cũ của mình là cha đây. Đan Chu Nhi, Phụ Vương, dường như cha rất tin tưởng Ngô Bình. Đông Vương cười nói, đương nhiên rồi. Nếu không, sao cha lại coi trọng cậu ấy như vậy? Đan Chu Nhi, vâng, vậy thì xem lần này, anh ta có thể làm được chuyện này đến bước nào. Đông Vương không còn vẻ tươi cười, nói, hy vọng cậu ấy có thể bình an quay về. Không lâu sau. Ngô Bình đã xuất hiện trong núi sâu, cậu liên lạc với Ngô Khả Kỳ trước, hỏi ông chủ lớn của các anh trả lời anh chưa? Ngô Khả Kỳ bất đắc dĩ nói, kỳ lạ lắm, ông chủ lớn nói không được khỏe, tạm thời không thể hành động được. Ngô Bình, chuyện này, anh đừng quản nữa, cũng đừng hỏi thêm nữa. Ngô Khả Kỳ giật mình trong lòng, nói, vâng, tôi hiểu rồi. Báo với Ngô Khả Kỳ xong, Ngô Bình loại đi vào sân viện kia. Thế nhưng, lần này cậu vừa xuất hiện, cả sân viện đã bị một màn sáng bao phủ, sau đó trong sân bỗng đầy ắp người đứng đó. Người đứng đầu là một người trung niên cao lớn mặc áo khoác vàng, mắt tím tóc bạc, mặt dài mũi khoằm, trước ngực có một miếng hộ tâm đầu hổ màu vàng kim, ông ta lạnh lùng nói, nhóc con, ra đi. Ngô Bình rất bất ngờ, bản thân cậu vừa đến đã bị phát hiện, phản ứng của đáp người này thực sự quá nhanh.
Chẳng lẽ là Đông Vương hoặc Tuần Tiên Tê đã báo tin sao? Cậu thoải mái đáp xuống đất, đứng đối mặt với người trung niên, nói, ông biết tôi sắp đến sao? Đúng là gan to bằng trời, cậu có mấy cái mạng đấy. Dám một mình điều tra chúng tôi, người trung niên châm chọc hỏi cậu. Ngô Bình, các ông bắt nhiều cô gái như vậy, nếu tôi biết rồi dĩ nhiên phải điều tra cho rõ. Người trung niên khinh thường nói, một con sâu bọ mà cũng dám hỏi chuyện của thần long, thật là nực cười. Quỳ xuống đi, có lẽ tôi có thể rộng lượng giữ làm người hầu. Ngô Bình hừ một tiếng, để tôi làm việc cho ông cũng xứng à? Người trung niên nổi giận, cái thứ không biết điều, đánh nó. Hai người đi theo một trái một phải nhào đến, một cầm dao, một cầm kiếm, dao quang kiếm ảnh phối hợp chặt chẽ. Ngô Bình biết hôm nay phải có trận chiến này, cậu rút đao xương thiên tai, ánh đao lóe lên, cả người và vũ khí đều bị trúng một đao, một người bị chém từ vai trái đến hông phải, người còn lại bị chém thành đôi từ giữa. Thi thể ngã xuống, đao xương thiên tai trong tay Ngô Bình lóe sáng, đã hút hết tinh huyết sinh mệnh của hai người. Người trung niên ngạc nhiên. Hai người vừa chết đó là người giỏi giang trong đám thuộc hạ của ông ta, thực lực không yếu, thế mà lại bị tên này giết. Lên hết cho tôi, ông ta vung tay, có người lao ra từ trong điện. Tu vi của đám người này đều không yếu, trong đó lại có không ít tu sĩ bí cảnh. Đoàn kết là sống, nhìn thấy nhiều người xông đến thế, Ngô Bình cảm thấy hơi đau đầu. Cậu hít sâu một hơi, quyết định thi triển 3 trong 5 tuyệt học lớn mà người nhà họ Lục tặng, Hoan Thế Thiên Trảm. Hoan Thế Thiên Trảm này bao hàm ảo thuật, có thể dùng dao, cũng có thể dùng kiếm, là một kiểu tu luyện khá khó trong 5 tuyệt học lớn, nhưng uy lực cực kỳ lớn. Ngô Bình vượt qua thiên bi, sở hữu võ cốt tiên thiên, cộng thêm việc cậu tu luyện hoan không đại đạo, đồng thời sở hữu mộng cảnh huyền thiên, tất cả những điều này làm cho cậu dễ dàng điều khiển Hoan Thế Thiên Trảm. Hoan Thế Thiên Trảm có tất cả 12 thức, 60 chiêu. Trước đó cậu đã từng nghiên cứu nhưng thời gian tu luyện lúc đó vẫn chưa chín mùi nên vẫn chưa chính thức tập luyện. Thấy địch ngày càng nhiều, chính là cơ hội tốt để cậu luyện giao. Giao lên, cậu lập tức sử dụng Hoan Thế Thiên. Trảm, đao xương thiên tai biến mất, cả người cậu cũng biến mất, người xung quanh cũng dần rời vào trạng thái ảo giác. Ngô Bình trước mặt biến thành người khổng lồ cao 10 mét, tay cầm thanh đao lớn dài 20 mét, cảm giác bị áp bức kinh người khiến ánh mắt họ đờ đẫn. Cảm thấy càng sợ hãi. Chuyện gì thế, người trung niên giật thót, nhanh chóng ổn định lại tâm thần. Nhưng cho dù ông ta ổn định như thế nào, cả sân viện cũng đã bị mộng cảnh huyền thiên của Ngô Bình bao phủ, biến thành một thế giới hư ảo. Một tia đao quang xuất hiện trong không trung, người trung niên không kịp tránh, chỉ có thể giơ tấm khiên hình tròn trên tay trái lên trước mặt. Đây là thức thứ nhất của thiên trảm, đao quang xoẹt qua, tấm khiên và cánh tay của người trung niên cùng bị chém đứt. Ông ta thét lên, lùi về sau. Tiếng thét thảm thiết liên tục vang lên, đao, quang xuất hiện trong thế giới ảo, hết người này đến người khác bị chém chết tại đó. Ngô Bình hoàn toàn chìm đắm trong việc tu luyện Hoan Thế Thiên Trảm, thức thứ nhất, thức thứ hai, khi cậu hoàn thành thức thứ 12, hơn 100 thi thể đã ngã xuống trong sân viện, trong đó có cả người trung niên dẫn đầu đó. Hoan Thế Thiên Trảm tiêu tốn rất nhiều sức lực. Cũng may đao xương thiên tai có thể liên tục lấy sức sống từ cơ thể những người này, vì vậy Ngô Bình không những không cảm thấy mệt mà còn tràn đầy năng lượng. To gan! Trong không trung vang lên một giọng nói đầy tức giận, một tia kiếm quang màu đen từ trên trời rơi xuống như thác nước từ trên trời giáng xuống, phút chốc bao trùm Ngô Bình. Đối mặt với kiếm quang đáng sợ này, Ngô Bình lại rất bình tĩnh, vung nhẹ đao xương thiên tai trong tay, thời gian trở nên chậm hơn, kiếm quang lại dừng ở nơi cách đỉnh đầu cậu vài mét. Cậu nhảy lên bay lên không trung, đây là một nam tu khoảng 30 tuổi, vẻ mặt hung tợn, mắt vẫn dán chặt dưới đất. Nhưng lúc này hắn đã kịp phản ứng lại, mắt và cổ chậm rãi chuyển hướng về phía Ngô Bình, muốn nhìn rõ người đột nhiên xuất hiện bên cạnh này là ai. Đao quang lóe lên, đầu người này văng ra xa, đường đường là một tu sĩ thần thông cấp 7 thế mà cứ thế bị chém chết. Đao xương thiên tai vốn đã không tầm thường, lấy thực lực của Ngô Bình. Cho dù là thần thông cấp 7 cũng có thể bị cậu giết chết, huống gì khi kết hợp với tuyệt học Hoan Thế Thiên Trảm, uy lực của nó càng thêm kinh khủng. Tu sĩ thần thông cấp 7 vừa chết, Ngô Bình đáp xuống bên cạnh một tu sĩ đã sợ đến ngây người hỏi, tu sĩ thần thông đó là ai thế? Người này lắp bắp nói, đừng giết tôi, nói rồi anh ta quỳ xuống. Ngô Bình, tôi không giết anh, trả lời thành thật. Anh ta,
anh ta là tả hộ pháp của giáo chúng tôi. Giáo gì cơ? Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Ngoài tả hộ pháp này còn ai có tu vi là cảnh giới thần thông không? Còn có hữu hộ pháp, bốn đường chủ, giáo chủ đại nhân. Giáo chủ các anh đang ở đâu? Ngô Bình hỏi. Mấy người giáo chủ không ở đây, lúc tu luyện họ mới đến. Tháng này là tả hộ pháp trực nên chỉ có anh ta ở đây. Ngô Bình, trong động này có bao nhiêu cô gái? Hiện tại có hơn 5.000. Trước kia có bao nhiêu? Giờ họ đang ở đâu? Trước kia có 10.000 người, đều bị giáo chủ dùng luyện công rồi, người này thấp giọng đáp. Luyện công gì? Nhật Nguyệt Tiên Công, để luyện được cái này được chia làm 4 giai đoạn, lần lượt cần có 9.000 những cô gái trẻ. Những cô gái lần lượt được sinh vào ngày xuân phân, hạ chí, thu phân và đông chí, tổng cộng có 36.000 người. Ngô Bình, giáo chủ các anh có lai lịch thế nào? Tôi cũng không rõ, Nhật Nguyệt Tiên Giáo cũng mới lập ra vào mấy năm trước. Sau khi hỏi rõ rồi, Ngô Bình bảo những người không chết đó ra ngoài. Những người này bị nhốt trong hoan thế, không dám phản kháng, đều quỳ xuống, thế mà vẫn còn 80-90 người. Ngô Bình, các người dẫn các cô gái bên trong ra ngoài đi. Mọi người không dám trái lệnh, vội vàng dẫn các cô gái ra ngoài. Hơn 5.000 người nhanh chóng lấp đầy sân, những cô gái này đều bị bắt làm tù binh trong nửa năm qua, ngày nào họ cũng sống trong bóng tối, mặc dù ăn uống đầy đủ nhưng tinh thần lại bị bào mòn. Ngô Bình nói, các cô gái, tôi đến cứu các cô. Tiếp theo tôi muốn các cô xếp thành nhóm theo, tỉnh thành của mình. Không lâu sau, được cậu hướng dẫn, hơn 5.000 người được chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm có 800-900 người, còn lại mấy trăm người đều đến từ các khu vực khác. Ngô Bình nói, mọi người chắc đều biết mình sống ở đâu, cũng nhớ đường về nhà. Sau đây tôi sẽ đưa các cô đến thủ phủ tỉnh của các cô, sau đó cho các cô một khoản tiền, các cô tự bắt xe về nhà. Nhớ kỹ, sau khi về đừng báo cảnh sát, cũng đừng nói những gì mình trải qua với người khác, nghe rõ chưa? Các cô gái đều gật đầu. Sau đó, Ngô Bình báo cho Nhan tướng quốc để nhà họ Nhan đưa những cô gái này về quê nhà. Trước đó, cậu đã phế bỏ tu vi của người Nhật Nguyệt Tiên Giáo, sau này không còn sống được. Bao lâu nữa? Nhan tướng quốc cũng biết chuyện này không phải chuyện nhỏ nên ông ta phái những người giúp việc không có quan hệ gì với nhà họ Nhan, ở giữa còn có rất nhiều tầng quan hệ. Những người này, chỉ cần đưa đủ tiền cho họ thì chắc chắn sẽ làm. Hơn 100 chiếc xe buýt liên tục đi vào khu vực núi, các cô gái được đưa về tỉnh phủ nơi mình sống. Trước khi đi, mỗi cô gái đều nhận được một chiếc điện thoại và 3.000 tệ, điện thoại và số tiền đủ để họ thuận lợi liên lạc với gia đình. Tiễn chiếc xe buýt cuối cùng đi đã là đêm khuya, Nhan tướng quốc mời Ngô Bình đến nhà, còn bảo người chuẩn bị đồ ăn thức uống. Ông ta bưng ly rượu lên nói, một mình cậu tiêu diệt tà giáo, cứu mấy ngàn thiếu nữ vô tội, công đức vô lượng. Tôi mời cậu một ly. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 191.